Độc Tôn truyền kỳ, Thanh Vân môn, Lâm Nhất. Chương 851 chết tiệt, ta bị thương rồi. Mọi người vô cùng tò mò, nhìn theo hướng nhìn của hắn ta, nhìn thấy một gương mặt thiếu niên thanh tú, góc cạnh rõ ràng. Thiếu niên tỏ vẻ bình tĩnh, khóe miệng mỉm cười, không hề sợ hãi. Hay lắm, Lâm Nhất rất thích tính cách này của Sở Hạo Vũ, ta muốn giết ngươi chính là muốn giết ngươi. Tuyệt đối không che giấu nửa phần. 10 người đầu bảng nhân, ai nấy đều muốn giết hắn, chỉ có Sở Hạo Vũ để lộ sát ý trước mặt mọi người, mũi nhọn hiển lộ, kiệt ngạo bất tuân. Đây là sự tự tin, cũng là sự tự kiêu, cũng là một loại uy nghiêm vô thanh, cực kỳ bá đạo. Nhưng muốn giết ta không dễ dàng như thế. Lâm Nhất nở nụ cười nhạt, sát ý trong mắt hắn cũng không che giấu, lặng lẽ lan tỏa. Hai luồng sát ý nương theo khí thế của mỗi người gặp nhau trên từng cây kiếm cổ, phát ra tiếng động cực lớn. Keng! Trong nháy mắt, kiếm ngân không ngừng, kiếm ý sắc bén mênh mông dồi dào, giống như gió lạnh, thét gào giận dữ, cuốn ra tám hướng. Tiếng gió hạc kêu, cỏ cây đều là binh lính, bầu trong khí nơi kiếm chủng bỗng chốc trở nên căng thẳng vô cùng. Ầm ầm! Theo kiếm ý như gió mạnh thét gào. Điên cuồng tàn phá, kiếm chủng cũng hơi rung chuyển. Nhìn quanh đều thấy rùng mình, tất cả mọi người đều không ngờ Lâm Nhất và Sở Hạo Vũ chỉ mới đối chọi sát ý đã gây ra động tĩnh lớn như vậy. Gió mạnh như kiếm, không phân địch ta, quét ra tám hướng, không ai có thể tránh khỏi. Kiếm ý đáng sợ thật. Kiếm chủng cũng thật đáng sợ, không biết những tiền bối được mai táng ở đây khi còn sống đã mạnh đến cảnh giới nào. Ít nhất là tử phủ tầng 5 trở lên, thậm chí còn có tồn tại đáng sợ cảnh giới thiên phách. Chết tiệt, ta bị thương rồi. Chân nguyên dồi dào trong cơ thể nhiều đệ tử lập tức sao động không ngừng, chống lại luồng gió kiếm quét tới. Những người thực lực không đủ thậm chí đã lấy vũ khí ra, nhưng cũng bị gió kiếm làm bị thương, máu bắn tung tóe. Tất cả những điều này chỉ là phản ứng dây chuyền do có hai người nhìn thẳng vào nhau, sát ý đối chọi gây nên. Rốt cuộc thằng nhóc này có lai lịch gì mà lại khiến Sở Hạo Vũ không màng che giấu sát ý của mình như vậy? Có đệ tử nội môn cảm thấy khó hiểu, ánh mắt rơi lên người Lâm Nhất, tràn đầy nghi hoặc. Người đứng đầu bảng nhân chắc chắn có sự kiêu ngạo của mình, thực lực không đến trình độ nhất định thì trong mắt hắn ta cũng chỉ như sâu kiến, ngay cả nhìn cũng lười nhìn. Thiếu niên này có thể khiến hắn ta phóng ra sát ý, rõ ràng lai lịch không nhỏ. Điều đáng kinh ngạc hơn là thiếu niên này trông rất bình thản, ung dung, nhưng sát ý vừa phóng ra lại giống như hổ dữ tỉnh dậy, bế nghệ tám phương, không hề thua kém Sở Hạo Vũ. Hắn là Lâm Nhất, hai tháng trước, chuông cổ nghìn năm, Phượng Linh Vân Tiêu đã vang lên vì hắn. Là hắn à, quả nhiên, người có thể giết chết Huyết Phong đúng là có chút bản lĩnh. Phượng Linh Vân Tiêu đó đã vả vào mặt 10 người đứng đầu bảng nhân, từ trên xuống dưới. Nhưng dù là vậy, chắc hẳn Sở Hạo Vũ cũng sẽ không đến mức không kìm chế được sát ý của mình. Có lẽ nguyên nhân cụ thể vẫn là vì hắn ta đã gia nhập Liên minh quân tử. Đúng, vương diễm của Liên minh quân tử và Lâm Nhất có thù không đội trời chung. Sở Hạo Vũ tính cách cao ngạo, tuy không nói gì nhưng chắc chắn cũng muốn lấy đầu Lâm Nhất trong cuộc chiến đồng minh lần này trở về báo đáp cho đối phương. Sau một phen xì xào bàn tán, những đệ tử nội môn ở đây lập tức hiểu ra sát ý của Sở Hạc Vũ xuất phát từ nguyên nhân não. Về công, năm xưa Lâm Nhất miễn cưỡng nhận nhiệm vụ cấp A năm sau, đã đắc tội với tất cả 10 người đứng đầu bảng nhân. Về tư, hắn ta đã gia nhập liên minh quân tử, chắc chắn phải quay về báo đáp cho Dương Diễm. Hoặc là theo hắn ta thấy, giết chết Lâm Nhất chỉ là chuyện tiện thể mà làm không tính là rắc rối gì quá lớn. Chương 852 chuyện gì thế này? Chỉ là không ngờ Lâm Nhất lại không hề nhượng bộ, sát khí đáng sợ cũng đồng thời bộc phát từ trên người hắn, hai luồng sát khí đối nhau khiến toàn bộ kiếm chủng đều có dấu hiệu bùng nổ. Sở Hạo Vũ vốn không để ý cũng hơi giật mình, hiển nhiên không ngờ Lâm Nhất lại lựa chọn đối đầu với mình. Lá gan lớn lắm. Trước nay hắn ta luôn cương quyết, không thích dài dòng, cũng không nhiều lời. Hắn ta cầm chuôi kiếm, bảo kiếm trong tay hắn ta đã sắp ra khỏi vỏ. Dừng tay. Một tiếng quát lạnh lùng truyền đến,
hai con kiếm điêu tung cánh bay tới. Trên kiếm điêu là hai vị trưởng lão, hai luồng tu vi đáng sợ cũng tản ra. Giác! Tu vi cảnh giới tử phủ cường hãn nghiền nát sát khí của hai người, cuồng phong đang cuộn lên dữ dội trong kiếm chủng lập tức lắng xuống. Lâm Nhất và Sở Hạo Vũ hừ lạnh một tiếng, trong mắt đều thoáng qua vẻ dè chừng. Mọi người ngẩng đầu lên thì thấy là Lạc Phong và Bạch Đình, người chủ trì cuộc chiến đồng minh lần này. Đến trận chiến cuối cùng rồi, hai người không thể tiếp tục ở lại Bục Quan Vân nữa, phải đích thân đến kiếm chủng. Sư huynh, huynh không sao chứ? Lý Vô Ưu hơi lo lắng hỏi, Lâm Yên cũng len lén nhìn sang, tim đập loạn xạ, cảnh tượng vừa rồi thật sự quá đáng sợ, khoảnh khắc Sở Hạo Vũ cầm vào chuôi kiếm, hầu như tất cả mọi người đều cảm nhận được luồng khí lạnh thấu tim. Lâm Nhất xua tay, chắp tay với không trung giống mọi người, bái kiến hai vị trưởng lão. Dù Lạc Phong hay Bạch Đình thì đều có địa vị rất cao trong tông môn, sau này rất có thể sẽ tiếp nhận vị trí điện chủ trưởng lão điện. Bất kính một chút sẽ bị phạt, nên mọi người đều kính nể họ. Thú vị, còn chưa biết quy tắc vòng thứ hai mà đã không chờ nổi muốn ra tay rồi à? Bạch Đình ở trên kiếm điêu tỏ vẻ giễu cợt, ông ta cười khẽ yên tâm, lát nữa sẽ có rất nhiều cơ hội để ra tay, Sở Hạo Vũ ngươi cũng đừng nóng vội. Đệ tử đã hiểu. Vẻ mặt Sở Hạo Vũ không chút dao động, hắn ta chắp tay đáp lại. Lạc Phong liếc nhìn Bạch Đình, lão già này hiển nhiên thiên vị Sở Hạo Vũ, ông cũng lười để ý đến ông ta, nhắm mắt lại, mười ngón tay đan vào nhau, tạo thành ấn ký kỳ quái. Lúc ông mở mắt ra, giữa hai bàn tay phóng ra quang hoa chói mắt, mặt đất đột nhiên bùng lên ngọn lửa màu máu cháy hừng hực. Vù! Ngọn lửa cháy mạnh chứa đựng phong mang sắc bén giống như xương giá, ngay lập tức bao phủ mặt đất. Mọi người trở tay không kịp, đưa mắt nhìn sang thì thấy toàn là lửa, có đúng một nơi để trốn. Vì thế tất cả nhao nhao bay lên, lảo đảo lắc lư, đứng trên chuôi kiếm cổ. Chuyện gì thế này? Cái quái gì vậy? Ngọn lửa này thậm chí còn có thể đốt cháy cả chân nguyên hộ thể của ta nữa, quá đáng sợ. Chương 853 chúc tất cả may mắn. Nếu rơi xuống, chỉ bất cần một chút là sẽ bị thiêu chết không còn lại gì. Rốt cuộc ông ấy định làm gì? Mọi người đang đứng trên chuôi kiếm đột nhiên hoảng loạn, mặt ai cũng lộ vẻ kinh ngạc, họ đồng loạt nhìn về phía hai trưởng lão trên bầu trời. Mọi người đều cảm nhận được có điều gì đó bất thường, trận chiến kiếm chủng vòng thứ hai có lẽ sẽ vượt ngoài sức tưởng tượng của họ. Ngọn lửa này được ngưng tụ từ viêm mạch ở xương các tiền bối đã qua đời của kiếm các và viêm mạch chôn sâu dưới lòng đất, dung hòa vô số linh hồn trong hàng nghìn năm nay, đã thành biến dị và được gọi là huyết linh quỷ hỏa. Võ giả chưa mở được tử phủ mà chạm vào ngọn lửa này không chết thì cũng bị thương. Lạc Phong trưởng lão đứng trên kiếm điêu giữa không trung bình tĩnh nói, vòng thứ hai của cuộc chiến đồng minh có quy tắc rất đơn giản, không hề phức tạp. Duy trì được thời gian càng lâu trên chuôi kiếm này thì số sao trong ngọc bội tử tinh sẽ càng nhiều. Đến khi kiếm chủng chỉ còn lại một người thì cuộc chiến cuối cùng sẽ kết thúc. Sau đó, dựa vào số lượng sao trong ngọc bội để sắp xếp thứ hạng cuối cùng của cuộc chiến đồng minh. Lâm Nhất thầm nói trong lòng, quy tắc này đối với đệ tử ngoại môn cũng đã coi như thương tình. Xét cho cùng, đệ tử ngoại môn đặt chân đến đây đều có ít nhất 30 ngôi sao trong ngọc bội. Vốn đã có ưu thế hơn đệ tử nội môn. Quy tắc nhìn như đơn giản nhưng thực chất lại rất tàn nhẫn, vô tình. Ai cũng muốn được ở lại lâu, nhưng ai cũng muốn thì sẽ là tình huống hỗn loạn như thế nào. Sóng gió dấy lên sẽ gây ra hỗn chiến kinh thế, trong hỗn loạn, nếu thực lực không mạnh thì không ai có thể đảm bảo sẽ cười được đến cuối cùng. Bạch Đình nói tiếp, ngoài ra, trong huyết linh quỷ hỏa còn sinh ra huyết diễm quỷ linh. Sẽ tấn công các võ giả còn sống một cách không thương tiếc. Tất cả mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh, dưới tình huống tàn khốc như vậy, chưa nói đến chiến đấu, bọn họ thậm chí còn phải đề phòng sự tấn công của huyết diễm quỷ linh. Dừng lại một lúc, trong mắt Bạch Đình lóe lên một tia sáng kỳ lạ, ông ta cười bảo, nhưng nếu giết được huyết diễm quỷ linh thì sẽ nhận được một viên đá diễm tinh, cụ thể có tác dụng thế nào thì các ngươi phải tự tìm hiểu. Ta chỉ có thể nói là đá diễm tinh này đủ để khiến chuyến đi lần này của các ngươi trở nên đáng giá. Nơi ngọn lửa bùng cháy là nơi diễn ra trận chiến cuối cùng lần này,
ra khỏi đó sẽ bị coi là tự động từ bỏ quyền tham gia. Các đệ tử nghe xong đều đưa mắt nhìn sang, đúng là huyết linh quỷ hỏa không cháy đến khu vực rìa kiếm trùng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khoảng cách hơi xa nhưng với các đệ tử đang có mặt ở đây mà nói, muốn đặt chân tới đó cũng không khó. Tuy nhiên, không đến lúc bất đắc dĩ thì chắc chẳng có ai từ bỏ. Các đệ tử ngoại môn có mặt ở đây ít nhất đã đánh bại được 30 người, những người có thể ở lại đây dù thực lực yếu hơn nữa thì cũng sẽ không quá yếu. Có thể nói đều là tinh anh của ngoại môn, khẳng định họ đều vô cùng khao khát được thăng cấp lên làm đệ tử nội môn. Lạc Phong đưa mắt nhìn quanh, trầm giọng tuyên bố cuộc chiến đồng minh chính thức bắt đầu. Chúc tất cả may mắn. Bạch Đình nở nụ cười nham hiểm, ánh mắt rơi vào Lâm Nhất, lạnh lùng nhìn hắn rồi mới nhìn đi nơi khác. Vút. Hai kiếm điêu tới rồi đi như gió, trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Bắt đầu rồi ư. Chương 854 hành động. Trận chiến cuối cùng bắt đầu một cách cực kỳ đột ngột. Những người đang đứng trên chuôi kiếm đều trông rất căng thẳng, ngoài tiếng huyết linh quỷ hỏa bốc cháy thì bốn bề đều tĩnh lặng. Bầu trời mây đen giăng kín, âm u đến lạ, nhiệt độ trong kiếm chủng không ngừng tăng lên theo ngọn lửa bùng cháy. Trán Lâm Yên toát mồ hôi chảy cả vào mắt, khó chịu vô cùng nhưng nàng ta không dám tùy ý lau đi. Sự im lặng quỷ dị khiến tim nàng ta vọt lên tận họng, hơi hối hận vì đã không nghe lời tỷ tỷ, không nên đến góp vui cuộc chiến đồng minh này. Đến lúc này cuối cùng nàng ta cũng hiểu vì sao cuộc chiến đồng minh này lại được gọi là trận chiến đặc sắc nhất hàng trăm năm nay. Khi nàng ta xuất thần thì chân nguyên trong người cũng hơi thất thường khiến cơ thể đang đứng trên chuôi kiếm hơi lảo đảo lắc lư. Nàng ta hoảng sợ vô cùng nhưng lại không dám lên tiếng, vì sợ phá vỡ sự yên tĩnh quái lạ này. Không chỉ nàng ta mà những người khác cũng đều cảm thấy khó chịu. Dưới sự thiêu đốt của huyết linh quỷ hỏa, muốn giữ thăng bằng trên chuôi kiếm là một việc không hề dễ. Không mấy ai có thể bình tĩnh, dễ dàng làm được điều này. Lâm Nhất từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận bầu không khí ngột ngạt và cả nhiệt độ cao như thiêu đốt trong kiếm chủng, lòng hắn dần bình tĩnh trở lại. Càng là lúc bão táp càng phải bình tĩnh, từ tốn giải quyết. Trên bầu trời u ám chợt có một tia điện quang xẹt ngang trời. Tiếp theo đó là tiếng sấm đinh tai nhức óc. Hành động. Đã có đệ tử bảng địa không kiên nhẫn nổi nữa rút kiếm đầu tiên, lao về phía đệ tử ngoại môn. Nhưng đệ tử ngoại môn ở đây cũng không hề phân tâm, gần như ngay lúc đám người này rút kiếm thì chân nguyên trên người họ cũng dâng lên, đồng thời rút kiếm ra, kiếm quang chói mắt tỏa sáng cùng với tiếng kiếm ngân vang dội. Bùm. So với cuồng phong sát ý do Lâm Nhất và Sở Hạo Vũ gây ra lúc trước thì cơn bão này mạnh hơn gấp mấy lần, nổi lên rất mạnh trong kiếm chủng. Nổi gió rồi. Lâm Nhất mở mắt, ánh mắt lóe lên, trong tầm mắt có ba người lao về phía hắn nhanh như chớp. Điều đáng ngạc nhiên là người ra tay với hắn chính là 10 người bảng nhân, nhưng không phải Sở Hạo Vũ, cũng không phải Diệp Tu hay Giang Phong mà là Hàn Chính Dương đứng thứ tư bảng nhân và Tân Vô Ngân với Lục Hách Tuyên. Lâm Nhất, người tự dâng đầu tới thì để Hàn Mỗ ta nhận đi. Hàn Chính Dương cười gằn, vẻ mặt cương quyết, đầu Lâm Nhất đáng giá 1000 linh ngọc nhị phẩm trong tay Dương Diêm đấy. Như hề, ai như hề thì chúng ta sẽ biết ngay thôi. Hàn Chính Dương nghe thấy câu này của Lâm Nhất thì nổi giận, hừ lạnh một tiếng. Chương 855 đừng tới tự chuốc lấy nhục thì hơn. Giết! Sắc mặt Tân Vô Ngân và Lục Hách Tuyên ở hai bên cũng vô cùng u ám, ba người liên thủ tạo nên luồng kiếm ý cuồn cuộn nối liền với nhau, mỗi người tung ra một quyền. Chân nguyên hùng hậu ngưng tụ trong quyền mang phát ra tiếng nổ lớn đáng sợ, ba quyền mang bắn về phía Lâm Nhất từ các góc độ khác nhau, chặn hết đường lui của hắn. Thất huyền bộ, người đi để lại bóng ảnh. Đối mặt với sự bao vây tấn công của ba đại cao thủ đứng đầu bảng nhân, Lâm Nhất không hề hoảng sợ, thất huyền bộ lặng lẽ thi triển, xoay tròn giữa không trung. Khi xoay tròn, hai quyền của hắn như sấm sét, nổ ra nhanh như chớp. Quyền mang của Tử Diên kiếm kình dưới sự thay đổi của thất huyền bộ phát ra tiếng nổ lớn. Quyền ảnh khắp trời,
ngăn được hết tất cả đòn tấn công ba người phía đối thương, kín bưng không một kẽ hở. Sao chân nguyên của tên này có thể đặc như vậy chứ? Sắc mặt nhóm Hàn Chính Dương khó coi, quyền mang của Lâm Nhất ẩn chứa kiếm kình khiến bọn họ cực kỳ khó chịu. Khi hình dạng thay đổi, bọn họ muốn đột phá phòng ngự của Lâm Nhất, trực tiếp bắn phá cơ thể hắn nhưng không được, bởi thất huyền bộ của Lâm Nhất biến ảo không lường, tàn ảnh chồng lên nhau, không để lại bất kỳ khuyết điểm nào, bọn họ không thể thành công tấn công hắn. Bùm bùm bùm. Giữa không trung chợt có tiếng động lớn liên tục vang lên, quyền mang va chạm giống như cuộc chiến của những con thú khổng lồ bằng sắt thép, mỗi quyền đều gây chấn động. Vốn đã là một khoảng hỗn loạn, giờ đây giao tranh ác liệt ở khắp nơi trên kiếm chủng, dưới sức công phá của sự va chạm của quyền mang, nơi đây càng thêm xáo động. Huyết linh quỷ hỏa đang cháy trên mặt đất, theo chân nguyên dâng trào mà nó càng bùng cháy dữ dội hơn. Lâm Nhất lấy một địch ba nhưng không hề rơi vào thế yếu, thậm chí còn chiếm một chút ưu thế. So quyền pháp với ta, đừng tới tự chuốc lấy nhục thì hơn. Lâm Nhất nhếch môi cười giễu, trong cơ thể đột nhiên vang lên tiếng rồng gầm hổ thét, khi song quyền đang bay múa như rồng như hổ thì khí huyết toàn thân sôi trào, từ phòng ngự chuyển sang tấn công. Trong phút chốc, tình thế đã đảo ngược, khí thế của Long Hổ Quyền vừa dũng mãnh vừa bá đạo, bức cho ba người kia phải khốn đốn. Dầm. Sau 10 quyền, khóe miệng ba người phía Hàn Chính Dương đều rỉ máu, bị đánh bay ngược ra ngoài rồi ngã xuống. Khi đáp xuống chuôi kiếm, cổ kiếm dưới chân rung lắc không ngừng. Huyết linh quỷ hỏa dưới chân đang không ngừng bốc lên, sắc mặt mấy người trắng bệch, một lúc lâu sau mới ổn định lại cơ thể. Ba người liên thủ nhưng vẫn bị Lâm Nhất dễ dàng đánh bại. Sắc mặt cả ba đều vô cùng khó coi. Giang Phong sư huynh, người này không dễ đối phó. Một đệ tử của Liên Minh Tu La nghiêm mặt, trầm giọng nói. Chương 856 sư huynh cẩn thận. Đây cũng là lần đầu tiên Giang Phong thấy Lâm Nhất ra tay, trước đó chỉ nghe nói mà thôi, trong mắt hắn ta cũng lướt qua tia sáng khác lạ, trầm ngâm bảo, quả nhiên Long Hổ Quyền của tiểu tử này rất lợi hại. Nhưng đừng lo, chỉ là món khai vị mà thôi, ba người phía Hàn Chính Dương mới chỉ đang thăm dò thực lực của hắn. Nếu hắn chỉ có chút bản lĩnh này thì vẫn chưa đủ. Xuất kiếm. Quả nhiên, sau khi đứng vững lại, Hàn Chính Dương hừ lạnh một tiếng rồi rút kiếm ra đầu tiên. Keng. Tiếng kiếm vang lên, Tân Vô Ngân và Lục Hách Tuyên cũng đồng thời rút kiếm, thân kiếm rung lên, kiếm ý giạt rào. Nhất thời khí thế của ba người có sự thay đổi lớn, hoàn toàn thay đổi. Sư huynh cẩn thận. Vào lúc này, Lý Vô Ưu đang chiến đấu với người khác chợt lên tiếng. Thì ra lúc ba người rút kiếm thì một bóng người đã lặng lẽ giẫm trên chuôi kiếm, bước đến chỗ Lâm Nhất. Người đó là hạng 7 bảng nhân, Hoắc Đông Lai. Trong lòng hắn ta liên tục giễu cợt, muốn giết ngươi không chỉ có ba người phía Hàn Chính Dương. Nếu đã cho ta cơ hội tới gần thì mọi chuyện không còn do ngươi quyết định nữa. Không cho Lâm Nhất cơ hội phản ứng, hắn ta đã chợt xông lên, cười gằn, đi xuống cho huyết linh quỷ hỏa này thiêu chết ngươi đi Lâm Nhất. Lôi vân kiếm chạm. Kiếm ý trên người hắn ta phóng lên trời, ngưng tụ thành lôi vân màu đen đáng sợ, sấm rền cuộn trào. Hắn ta đâm ra một kiếm như tia chớp sét đánh, nhanh như kinh hồng, phong mang sắc bén. Với tu vi huyền võ tầng 5 hậu kỳ mà có thể thi triển sát chiêu lôi vân kiếm pháp tới cảnh giới này, thậm chí đến dị tượng lôi vân cũng đã bắt đầu hiện lên, Hoắc Đông Lai đúng là xứng với danh hiệu hạng 7 bảng nhân. Cho dù những đệ tử nội có môn tu vi huyền võ tầng 6 khi đối mặt với nhát kiếm này cũng trở tay không kịp, vẫn phải kêu khóc. Khóe miệng Lâm Nhất nhếch lên, nở nụ cười nhạt, thời cơ, kiếm chiêu, ý cảnh đều nắm rất rõ. Tiếc rằng người mà hắn ta gặp phải lại là Lâm Nhất. Gừ gừ gừ. Long tượng chiến thể quyết hoạt động, khí huyết toàn thân sôi trào, tứ chi bách hài, lục phủ ngũ tạng liên tục vang lên tiếng dã thú phẫn nộ gầm thét. Lực lượng long tượng cổ tràn ngập cơ thể Lâm Nhất, năm ngón tay siết chặt, đột nhiên hắn xoay người cất bước. Một bước đi, 7 dự ảnh, mỗi quyền hắn tung ra đều có sức nặng 5 vạn cân, một bước 7 quyền. Mỗi bước, mỗi quyền như có chiến đỉnh cổ nổ tung trên không trung, tấu lên một khúc chiến trận cổ xưa sao động lòng người, khí huyết sục sôi. Bùm! Một quyền tung ra,
lôi vân trên trời đều vỡ tan tại chỗ. Hoắc Đông Lai đánh lén phía sau đột nhiên hộc máu, sắc mặt tái nhợt. Kiếm ý ngưng tụ trên lôi vân bị hủy khiến hắn ta phải hứng chịu phản phệ, một kiếm như lôi điện thoáng chốc mất đi uy danh. Thân thể hắn ta trên không trung như chiếc lá rụng, sắp rơi vào huyết linh quỷ hỏa. Bịch! Chi trong thoáng chốc, hắn ta dùng một kiếm tấn công vào mặt đất đang có lửa cháy hừng hực kia, nhẹ nhàng di chuyển rồi nhảy lên, đáp xuống chuôi kiếm sau đó liên tục lùi lại vài bước. Chương 857 tên này đang làm gì vậy? Long tượng chiến thể quyết kết hợp với thất huyền bộ đại thành, một bước đi là bảy quyền tung ra, có thể nâng lực sát thương lên mức lớn nhất, lực đạo đáng sợ như vậy khiến cho lôi vân kiếm chảm cũng chỉ là trò cười. Lực lượng long tượng. Thật sự là long tượng chiến thể quyết. Chết tiệt, đây chẳng phải luyện thể thần quyết của Hỗn Nguyên môn sao? Một quyền này khiến ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ. Long tượng chiến thể quyết được xưng là công pháp luyện thể mạnh nhất ở Đại Tần Đế Quốc, yêu cầu tư chất ngộ tính cực cao, cho dù đệ tử tông môn cũng rất khó tu luyện. Nhưng một quyền này của Lâm Nhất, thánh âm chợt xuất hiện giống như một khúc chiến trận cổ xưa, ít nhất hắn đã luyện được đến cảnh giới tầng 3. Nếu không được trưởng bối hướng dẫn mà có thể luyện tới cảnh giới này thì quả thực rất đáng sợ. Lạc Âm Kiếm Vũ. Trường Hà Quán Nhật. Hoành Giang Đoạn Hải. Một quyền hất văng Hoắc Đông Lai, Lâm Nhất còn chưa kịp thở thì sát chiêu của ba người phía Hàn Chính Dương đã áp đảo về phía hắn. Ba đại cao thủ đứng đầu bảng nhân mỗi người đều thi triển tuyệt chiêu với uy lực cực lớn khiến người xem đều kinh hãi. Không khí vốn đã nóng, rồi kiếm ý mạnh mẽ giống như chân bị tưới dầu sôi, huyết linh quỷ hỏa càng bùng cháy mạnh mẽ hơn. Lâm Nhất cười nhạt, tay trái tạo kim cương ấn, tay phải tạo phục ma ấn, một tay như rồng, một tay như hổ, hai luồng khí tức cuồng bạo gào thét trên người hắn. Tử Diên Kiếm Quyết và Long Tượng Chiến Thể Quyết đồng thời được sử dụng, quanh thân Lâm Nhất xuất hiện một vàng sáng vàng nhạt, lộ ra khí thế trầm ổn. Kim cương ấn gầm thét như khí huyết của dã thú, cuồng bạo như núi lửa, phục ma ấn cương mãnh, bá đạo đồng thời được tích tụ. Song ấn hợp nhất tựa như đi trên mũi dao, bất cần một chút sẽ tẩu hỏa nhập ma, rơi vào kết cục phản vệ và bị thương nặng, đây cũng là lần đầu Lâm Nhất thử kết hợp thế này. Nhưng hắn rất tự tin, sau khi kiếm quyết thăng cấp đến tầng 8, chân nguyên dồi dào đã đủ để chống đỡ song ấn hợp nhất. Tên này đang làm gì vậy? Giang Phong nhướng mày, trong mắt xẹt qua một tia kỳ quái, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Đối mặt với sát chiêu do ba người liên thủ thi triển mà hắn lại dám mạo hiểm chi triển song ấn hợp nhất. Tiểu tử này chán sống rồi sao? Diệp Tu đang nhắm mắt dưỡng thần chợt cảm nhận được một luồng khí tức khác thường bèn chợt mở mắt ra, trong mắt thoáng qua một tia nghiêm nghị. Lông mày Sở Hạo Vũ cũng trao lại, hơi kinh ngạc. Đột nhiên, vô số ánh mắt đồng thời đổ dồn vào Lâm Nhất, rất nhiều đệ tử nội môn là cao thủ ẩn mình cũng đều đặt tầm mắt về phía Lâm Nhất. Khí tức như ẩn như hiện trên người Lâm Nhất thật sự khiến người ta cực kỳ kinh ngạc. Chết đi! Chương 858 Long Hổ Quyền, Thần Long Bãi Vĩ. Nhưng ba người phía Hàn Chính Dương lại không do dự nhiều, sát chiêu như vũ bão cuồng bạo, nháy mắt đã ập về phía Lâm Nhất, phát ra âm thanh cực lớn, đinh tai nhức óc. Nhưng không có ngoại lệ, tất cả đều bị một rào cản vô hình chặn lại, không thể tiến thêm một tấc. Ngược lại là Lâm Nhất, khi kiếm mang của đối phương rơi xuống thì hai tay hắn cũng nhanh chóng chắp lại. Nổ! Lâm Nhất tung ra một quyền, sức mạnh tích tụ giống như núi lửa phun trào, rồng gầm hổ thét lan ra trong không khí như sóng nước, xuất hiện vô số gợn sóng. Uy lực của kim cương, cơn giận của phục ma, giống như trái tim ta, giống như kiếm của ta, kim cương phục ma ấn. Quyền uy bùng phát ra từ song ấn hợp nhất, núi non gầm rú, hồng thủy cuộn trào. Kiếm uy của ba người phía Hàn Chính Dương ầm ầm nổ tung, còn bọn họ thì hộc máu bay ngược ra ngoài, trong mắt đều là vẻ sợ hãi tột đỉnh. Một quyền đánh trọng thương ba người, trong mắt Lâm Nhất ngưng tụ tia sáng lạnh lẽo, hắn cũng không định buông tha. Thất huyền bộ, kim ô tung cánh. Mũi chân chạm nhẹ vào chuôi kiếm, hắn như kim ô tung canh, bùng ra ánh sáng vàng, trong nháy mắt đã phóng tới trước mặt Hàn Chính Dương. Nhìn thấy ánh sáng lạnh lẽo trong mắt Lâm Nhất, Hàn Chính Dương vừa giật mình vừa sợ hãi, kiếm trong tay múa may điên cuồng,
các loại sát chiêu đều được thi triển hết vào giờ phút sinh tử này. Bùm bùm bùm. Năm ngón tay siết chặt, uy lực còn lại của kim cương phục ma ấn vẫn chưa tan. Một tay kim cương, một tay phục ma, một tay cuồng long, một tay nộ hổ. Lâm Nhất thấy chiêu phá chiêu, song quyền như sấm như điện, thoáng chốc đã đánh ra hơn 10 quyền, đẩy Hàn Chính Dương vào tình thế tuyệt vọng, không thể trở mình. Không, Lâm Nhất, tha cho ta một lần đi mà. Hàn Chính Dương tuyệt vọng, nghĩ đến huyết linh quỷ hỏa đang cháy hừng hực phía dưới thì không khỏi lên tiếng xin tha. Nhưng đáp lại hắn ta là một quyền như kiếm của Lâm Nhất, không chút thương tình đẩy hắn ta vào biển lửa. Vút. Ánh mắt như điện của Lâm Nhất quét qua Tân Vô Ngân và Lục Hách Tuyên vẫn còn chưa đứng vững, hai người dùng mình, sợ tới mức hai chân mềm nhũn, vội vàng bay đi nơi khác. Nhưng có thể nhanh hơn Lâm Nhất được sao? Long hổ quyền, thần long bãi vĩ. Trường kiếm cổ dưới chân Lâm Nhất bật mạnh, hắn vạch ra hai vòng cung, tung ra hai quyền nhanh như chớp. Trong cơ thể Tân Vô Ngân và Lục Hách Tuyên vang lên tiếng xương nổ tung. Sau đó hai người bay ra ngoài kiếm chủng như hai bao cát. Bịch, chương 859 còn khó chịu hơn cả cái chết. Khi Lâm Nhất đáp xuống, khí thế trên người đã dung hợp làm một với cổ kiếm dưới chân. Tiếng kiếm rung vang lên, kiếm thế ngút ngàn phóng thẳng lên trời, trong ánh lửa dập trời, mái tóc dài của Lâm Nhất tung bay, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị như một con dao, góc cạnh sắc bén. Còn ai muốn lấy đầu Lâm Mỗ nữa thì cứ tới đây chiến một trận. Thiếu niên ngạo nghễ nhìn bốn phương tám hướng, lạnh lùng hô. Còn ai muốn lấy đầu Lâm Mỗ nữa thì cứ tới đây chiến một trận. Khẩu khí của hắn rất lớn khiến mọi người đều phải ngước nhìn. Hàn Chính Dương, Tân Vô Ngân, Lục Hách Tuyên, ba người trong danh sách 10 người đứng đầu bảng nhân đều đã rơi vào biển lửa, không rõ sống chết. Cho dù may mắn sống sót thì không tu luyện hơn nửa năm cũng khó có thể khôi phục. Mà khả năng cao hơn là sẽ bị phế bỏ, con đường võ đạo đã kết thúc, còn khó chịu hơn cả cái chết. Kết thúc bi thảm như vậy khiến lòng mọi người đều sợ hãi. Trong kiếm chủng, rất nhiều ánh mắt đều nhìn vào gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị của thiếu niên, vẻ mặt ai cũng rất nặng nề. Các thành viên liên minh quân tử có thù với Lâm Nhất thấy kết cục của ba người Hàn Chính Dương thì sắc mặt đều hơi khó coi. Trước đây họ tưởng đến vòng 2 của cuộc chiến đồng minh thì Lâm Nhất chắc chắn sẽ là cá nằm trên thớt, mặc cho người khác dẫm đạp. Ai ngờ, hắn không ra tay thì thôi, hắn vừa ra tay lại thể hiện ra thực lực kinh người đến thế. Trong đám đệ tử nội môn, có một thanh niên mặc áo lam như cây tùng mùa đông vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên hắn ta mở mắt, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ. Quả là thể chất với thực lực đáng kinh ngạc, Long Tượng Chiến Thể Quyết. Luyện thể thần quyết của Hỗn Nguyên môn mà hắn cũng tu luyện được. Nhưng chân nguyên của hắn không mạnh bằng ta, Viêm Vân quyết mà ta tu luyện sau khi hoàn toàn vận chuyển thì chân nguyên có thể bùng cháy hừng hực như lửa, tu vi huyền võ tầng 5 của hắn có lẽ khó đỡ được 10 trưởng của ta, nhưng quyền pháp của hắn cũng khá khó nhằn. Song ấn kết hợp, ngoại môn đúng là không ít yêu nghiệt biến thái. Muốn lấy được bảo khí phần thưởng của hạng nhất xem ra không dễ. Thanh niên áo lam nhếch môi cười khẽ. So với những đệ tử nội môn kiêu căng ngạo mạn, luôn như hổ rình mồi khác thì thanh niên áo lam này lại khá thu mình. Thậm chí đến người trong nội môn cũng rất ít ai hiểu rõ về thường hạo hắn ta. Nhóm liên minh quân tử nhìn Lâm Nhất như đang tắm trong ánh lửa mà lòng kinh hãi. Ngoài Sở Hạo Vũ thì người có thực lực mạnh nhất liên minh quân tử là Ngô Binh, hắn ta trầm giọng nói, Sở Sư Huynh. Hay là để các sư huynh đệ cùng lên đi. Trước khi đến, Vương Diễm sư huynh đã dặn dò, chỉ cần để Sở sư huynh giành được hạng nhất thì chúng ta hy sinh một chút cũng không sao. Bịch bịch bịch. Thiên Kiêu liên minh quân tử tới gần Sở Hạo Vũ rồi nghiêm nghị bảo, chúng ta nghe theo lệnh của Sở sư huynh. Chương 860 đây là con át chủ bài mà không ai có thể ngờ tới. Trong lòng Sở Hạo Vũ hơi ngạc nhiên. Không ngờ Vương Diễm lại đồng ý để những đệ tử này từ bỏ xếp hạng cũng phải giúp hắn ta đoạt được vị trí đầu bảng. Nhưng vì kiêu ngạo, đương nhiên hắn ta không muốn làm như vậy nên hờ hững nói, không cần, hạng nhất cuộc chiến đồng minh lần này nhất định sẽ thuộc về ta. Mượn tay các ngươi để hoàn thành, Vương Diễm coi thường ta quá đó. Hơn nữa ta cũng chưa từng coi trọng Lâm Nhất,
nếu hắn chỉ có thực lực này thì ta có thể dễ dàng đánh bại hắn. Đối thủ lớn nhất cuộc chiến đồng minh này chưa tới lượt hắn. Nếu không vì dè chừng một số đối thủ ẩn mình trong bóng tối thì Sở Hạo Vũ đã ra tay với Lâm Nhất từ lâu rồi, nào tới lượt đám Hàn Chính Dương cướp trước. Hàn Chính Dương tự cho rằng luyện hóa được một bụi cỏ kiếm hoàng thực lực tăng vọt, bây giờ rơi vào kết cục này cũng là do tự chuốc lấy. Đối thủ mạnh nhất không phải Lâm Nhất, trong mắt đám người liên minh quân tử đều thoáng qua vẻ ngạc nhiên, vẻ mặt đều khá bất ngờ. Sở Hạo Vũ không muốn nói nhiều, thản nhiên cười bảo, lát nữa các ngươi sẽ biết thôi, trận chiến cuối cùng này mới chỉ vừa bắt đầu, hưởng thụ đi. Thất bại của ba người phía Hàn Chính Dương khiến cho hỗn chiến kịch liệt tạm thời lắng xuống trong thời gian ngắn. Nhưng lắng xuống như vậy, cơn bão sau này sẽ chỉ càng thêm mãnh liệt. Đám thiên kiêu của Liên minh Tu La cũng vây quanh Giang Phong, vẻ mặt ai cũng nghiêm nghị, Giang Sư Huynh, không ngờ người của Liên minh quân tử lại không ra tay với Lâm Nhất. Giang Phong lộ vẻ khinh thường, cười trả lời, không có gì bất ngờ, Sở Hạo Vũ tâm cao khí ngạo, hắn cảm thấy giết Lâm Nhất là chuyện đơn giản và đương nhiên. Mục đích của hắn là bảo khí phần thường dành cho hạng nhất cuộc chiến đồng minh. Sau khi thấy thực lực của Lâm Nhất đương nhiên hắn sẽ không hấp tấp xuất chiêu để cho người khác lợi dụng. Vậy bây giờ phải làm sao ạ? Giang Phong liếc nhìn đám Sở Hạo Vũ, lãnh đạm bảo yên lặng quan sát tình hình. Trong lòng Giang Phong liên tục giễu cợt, hắn ta đã không ưa Sở Hạo Vũ từ lâu, nếu Sở Hạo Vũ cho rằng hắn không có khả năng thách thức hắn ta thì đến lúc đó hắn cũng không ngại cho hắn ta một bất ngờ lớn. Mọi người đều cho rằng Hỗn Nguyên Quyết viên mãn đỉnh phong của hắn ta là dựa vào luyện hóa cỏ kiếm hoàng mới luyện thành. Nhưng không ai biết rằng trước khi diễn ra cuộc chiến đồng minh thì Hỗn Nguyên Quyết của hắn ta đã đạt viên mãn đỉnh phong, không ai biết được lợi ích thật sự mà cỏ kiếm hoàng mang lại cho hắn ta. Đây là con át chủ bài mà không ai có thể ngờ tới. Giao tranh ngắn ngủi khiến rất nhiều đồng minh đều nhìn Lâm Nhất bằng con mắt khác. Bọn họ lại phải đề ra các biện pháp đối phó mới. Thế nào? Lý Vô Ưu giải quyết đối thủ xong thì nhẹ nhàng bay tới bên cạnh Lâm Nhất và hỏi. Không sao, chỉ tiêu hao chút chân nguyên thôi, vẫn nên cẩn thận một chút. Có lẽ trong số đệ tử nội môn còn có cao thủ, đến Sở Hạo Vũ cùng phải đờ chừng. Lâm Nhất mạnh mẽ ra tay, đánh bại được ba người phía Hàn Chính Dương, mục đích là để săn đe những người khác trong nhóm 10 hạng đầu bảng nhân. Nếu đám người này cho rằng hắn dễ bắt nạt mà luân phiên tới gây chuyện, như vậy lúc đầu hắn sẽ ở thế bị động, rất bất lợi. Cũng may hắn khá may mắn. Chương 861. Đám người này ngược lại không khó chịu như trong tưởng tượng của hắn, sau khi biết được thực lực của mình thì trong lòng cũng đều có chút e dè. Suy nghĩ như vậy, khóe miệng Lâm Nhất không khỏi thoáng qua vẻ châm biếm, 10 thứ hạng đầu của bảng nhân, quả nhiên phần nhiều là vô dụng. Nhưng vừa rồi, trong số rất nhiều đệ tử nội môn nhìn về phía hắn, có một ánh mắt khiến hắn vô cùng dè chừng. Có điều khi hắn muốn đi tìm người đó thì lại không thấy bóng dáng đâu cả, như thể đã biến mất khỏi đó. Trong số 100 đệ tử xếp cuối quả thực vẫn có cao thủ thực sự. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cục diện hiện tại khiến mọi người đứng ngồi không yên, đồng minh các phương và đệ tử nội môn đều trở nên cẩn thận hơn. Quỳnh. Cục diện đang đi vào bế tắc, bỗng nhiên nảy sinh đột biến, trong ngọn lửa rừng rực trên mặt đất, hơn 10 con hỏa diệm quái thú hình người bỗng nhiên thành hình. Kiếm ý cuồng bạo đi kèm với ngọn lửa rừng rực ào ra từ trên người quái thú, nó xuất hiện một cách hoàn toàn bất ngờ sau đó điên cuồng tấn công vào các đệ tử đang cầm kiếm đứng trước mắt. Sự bất ngờ khiến người ta không có chút đề phòng nào khiến rất nhiều đệ tử có mặt tại đó kêu lên thảm thiết rồi rơi vào trong biển lửa. Trong một lúc, hơn 100 người bị loại ngay tại chỗ, một số ít xui xẻo thậm chí còn không chạy thoát ra được khỏi biển lửa mà mất mạng luôn. Sự tàn khốc trong cuộc chiến cuối cùng lại mở ra một lần nữa. Huyết diễm quỷ linh. Tất cả mọi người đều kinh hoàng thất sắc, bỗng nhiên nhớ lại, đại khái đây chính là huyết diễm quỷ linh mà Bạch Đình nhắc đến. Có mùi tử khí của người đã chết và viêm mạch biến dị của lòng đất, kết hợp với kiếm ý nhiều năm không tan tiến hóa thành hoa diễm quỷ linh. Nhìn khí tức trên cơ thể này hầu như không hề kém so với yêu thú cảnh giới huyền võ tầng thứ 6, thậm chí còn đáng sợ hơn. Bởi vì bản thân nó vốn không có sinh khí, cho nên không sợ sống chết, nhục thân lại càng kinh người.
cuộc chiến cuối cùng này xem ra không hề có lỗ hổng và con đường tắt nào để đi. Nhìn huyết diễm quỷ linh bỗng nhiên xuất hiện, Lâm Nhất khẽ than thở, chắc chắn trong số bọn họ sẽ có người muốn tránh chiến đấu trực tiếp, cố gắng kéo dài thời gian, tích lũy tinh thần. Nhưng sự xuất hiện của huyết diễm quỷ linh này, không nghi ngờ gì đã đập tan giấc mộng đẹp của đám người này. Nếu như không có thực lực, cố tình ở lại trong kiếm chủng này thì chỉ có một con đường chết, không lui cũng phải lui. Đáng ghét, đáng sợ quá, huyết diễm quỷ linh này gần như không thể giết chết được. Làm thế nào? Cục diện cuộc chiến trở nên hỗn loạn, không ít người đã từ bỏ ngay tại chỗ, dứt khoát nhảy khỏi kiếm chủng, tránh xa biển lửa tàn khốc này. Trên bục quan vân, nhóm trưởng lão và các đệ tử từ xa trông thấy cảnh này, sắc mặt đều trở nên nghiêm trọng. Quyết liệt quá! Chương 862. Cuộc chiến đồng minh khóa này không hổ là chất lượng nhất trong vòng trăm năm qua, tàn khốc, máu tanh, vượt xa so với những năm trước. Nếu cứ như vậy, danh sách 100 người cuối cùng, chắc chắn đều là những nhân tài kiệt xuất, tuyệt đối không có đồ giả. Nếu có thể giết được đến 10 hạng đầu, chắc chắn xứng đáng với danh xưng nhân tài yêu nghiệt, đáng để tập trung bồi dưỡng. Nhưng mà trong thế cục hỗn loạn thế này, lại có thể nhìn ra cao thủ thực sự, không thể tiếp tục giấu giếm năng lực được. Ắt sẽ có người có năng lực siêu quần, cho dù huyết diễm quỷ linh có xuất hiện thì cũng có thể đối phó dễ dàng, không hề bị ảnh hưởng. Thậm chí bọn họ còn sáng mắt lên trông chờ xem huyết tinh bên trong cơ thể của huyết diễm quỷ linh có giá trị bất phàm thế nào, nó là thứ còn quý hiếm hơn cả kiếm vân đan. Giết không chết à! Thanh niên áo xanh Thường Hạo vung một quyền qua, con huyết diễm quỷ linh phía trước mặt bị đấm cho bay mất hơn phân nửa cơ thể. Đợi đến khi nó lại ngưng tụ được thành hình lần nữa, thì ánh lửa trên người đã tối đi không ít. Dường như cũng không đáng sợ như đờ. Khóe miệng Thường Hạo khẽ cong lên, nở một nụ cười nhạt, nhấc tay lên lại vung ra một trường. Chân nguyên ngưng tụ trong trường, như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, ánh lửa này còn sáng chói mắt hơn cả ánh sáng trên người huyết diễm quỷ linh. Cơ thể của huyết diễm quỷ linh lại tan ra một lần nữa. Đợi đến khi ngưng tụ thêm một lần nữa. Trong mắt Thường Hạo thoáng qua tia sáng lạnh lẽo, móng vuốt của hắn ta đã nhanh như tia chớp xuyên qua người nó. Phụt! Đợi đến khi bàn tay của hắn xuất hiện, trong lòng bàn tay đã có thêm một viên huyết thạch được hỏa diễm ngưng tụ thành, vô cùng nóng bỏng. Chỉ nắm trong lòng bàn tay thôi đã khiến toàn thân hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, viêm vân quyết trong cơ thể vui mừng nhảy nhót, sôi sục không ngừng. Quả nhiên là thứ đồ tốt. Vật này và viêm vân quyết của ta có thể nói là cực kỳ xứng đôi, lấy thêm vài viên thì công pháp đại thành sẽ sớm ngày thành hiện thực. Công pháp linh cấp và công pháp huyền cấp khác nhau, công pháp linh cấp đại thành cho dù đối diện với công pháp huyền cấp viên mãn thì cũng vẫn có ưu thế áp đảo. Các hạ che giấu bản thân kỹ thật. Huyết diễm quỷ linh trước mắt mất đi diễm tinh huyết, bỗng chốc tan biến, đợi đến khi ánh lửa dần tắt, một chiếc bóng xuất hiện ngay trước mắt hắn. Sở Hạo Vũ. Nhìn rõ người đến, Thường Hạo không khỏi cười khổ, Sở sư đệ, nhận nhầm người rồi, đối thủ của ngươi không phải là ta. Hắn ta vươn tay ra chỉ về phía xa, Lâm Nhất đứng một mình đang đối mặt với một con huyết diễm quỷ linh, cũng đang chiếm ưu thế. Sở Hạo Vũ hờ hững nói, thời gian hắn vào tông môn quá ngắn, mới vừa thăng lên cảnh giới huyền võ tầng thứ 5, tu vi là điểm yếu lớn nhất của hắn. Bất kể trước đó hắn có biểu hiện tốt bao nhiêu thì ở cuộc chiến cuối cùng, miễn cưỡng có thể vào được 10 hạng đầu đã coi như may mắn. Ta và ngươi đều hiểu rất rõ, hắn không phải là kẻ địch mạnh thực sự. Chương 863. Đối diện với Sở Hạo Vũ tài năng sáng chói như vậy, Thường Hạo tỏ vẻ bất đắc dĩ, nói như vậy, ngươi vẫn giữ nguyên ý định ra tay với ta. Vị trí đầu bảng của cuộc chiến đồng minh phải thuộc về ta, ai ngáng đường ta, ta sẽ giết người đó. Thần sắc Sở Hạo Vũ lạnh lùng kiêu ngạo. Lời nói vừa dứt liền xuất kiếm đâm ra. Keng! Vào giây phút trường kiếm tuốt khỏi vỏ, một tiếng kiếm ngâm vang lên chói tai. Chiến cuộc hỗn loạn vô cùng bỗng ngừng phát lại trong tiếng kiếm ngâm kinh thiên, rất nhiều cổ kiếm bên dưới chân đồng loạt vang lên ong ong, tạo ra một làn sóng kiếm âm vang vọng không ngớt. Sở Hạo Vũ rút kiếm rồi. Một kiếm này quá sức chói lóa, khiến người ta không muốn chú ý đến cũng không được. Đợi sau khi tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía này, rất nhiều đệ tử nội môn đều giật mình kinh ngạc. Đối thủ mà hắn ta chọn chính là Thường Hạo.
Thằng nhóc này, chính là người thứ 1000 trong bảng địa, thường ngày lúc nào cũng xếp cuối, là một nhân vật mà chẳng ai thèm quan tâm đến. Ai cũng không ngờ được, một kiếm khủng khiếp này của Sở Hạo Vũ lại rơi lên người của một đệ tử nội môn đứng thứ 1000 trong bảng địa. Nhưng điều khiến người ta phải ngạc nhiên hơn nữa là cảnh tiếp sau đó. Mắt thấy luồng chân nguyên dồi dào bao hàm trong một kiếm đang đâm tới như sấm sét của Sở Hạo Vũ, khi kiếm này tưởng như sắp đâm vào người Thường Hạo. Thì vẻ lười biếng trong đáy mắt của hắn ta bỗng tan đi, thay vào đó là phong mang sắc bén, khế lách người, trong lúc nguy hiểm cận kề lại tránh được một kiếm này, mà sau đó đưa tay lên búng mạnh một cái. Keng! Khi ngón tay chạm đến thân kiếm, bỗng như có tiếng chuông sớm và tiếng trống chiều trầm đục vang lên. Thân kiếm của Sở Hạo Vũ rung lên không ngừng, kiếm mang như hạt mưa bắn tung lên trên thân kiếm dưới tác động của ngón tay. Sở Hạo Vũ không ngạc nhiên mà ngược lại bật cười, trầm giọng nói lại lần nữa. Kiếm thân nhẹ nhàng vạch qua, giống như ánh mặt trời xé toạc tầng mây, khí thế như sét đánh chém qua. Nếu như chém chúng thì một kiếm này hoàn toàn có thể chém người Thường Hạo ra làm đôi. Sắc mặt Thường Hạo nghiêm trọng, một chân chống lên đốc kiếm, tóc dài như mực tung bay tán loạn, cơ thể ngả hẳn về phía sau. Hồng hộc, kiếm mang này vô cùng nguy hiểm và nó sượt qua ngay trước đầu mũi của hắn ta, chém đứt mấy cọng tóc sau đó đốt cháy nó thành cho bụi. Không đợi hắn ta đứng thẳng dậy, Sở Hạo Vũ mang theo kiếm thế dày đặc, bàn tay phải nắm kiếm ấn mạnh xuống. Ong, kiếm ý dồi dào như một ngọn núi. Trên mặt đất từng thanh kiếm được cắm trong ngọn lửa hừng hực bỗng nhiên rung động, tiếng kiếm vang lên ong ong không dứt. Thường Hạo vạch ngang một đường, cơ thể giống như một chiếc lò xo bật mạnh, bay lên không trung. Xoay mấy vòng rồi rơi xuống đứng trên một đốc kiếm cách đó hơn 100 mét, bất đắc dĩ cười nói, các hạ, thực sự muốn chém sạch giết sạch thật sao? Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta. Hai mắt Sở Hạo Vũ khẽ nheo lại, nụ cười lạnh lùng vô cùng. Nhìn thấy Thường Hạo muốn trốn bên trong đám đệ tử nội môn, không khỏi trầm giọng nói, tránh ra. Chương 864. Cô Phong Vân Dũng. Bên trên kiếm trùng, bỗng nhiên mây mù vấn vít, mà thanh kiếm trong tay lại như một ngọn núi đơn độc mọc lên từ trên mặt đất, phá tan tầng mây và biển sương để đâm thẳng về phía trước, đại khí dồi dào. Rầm rầm rầm. Mấy đệ tử nội môn chắn trước mặt hắn ta còn chẳng kịp hét lên đã bị một kiếm mang theo cơn cuồng phong quét đi, hất văng ra ngoài. Kinh Vân kiếm pháp đại thành. Kinh Vân vô cực vốn có thể so sánh được với kiếm pháp linh cấp, vậy mà Sở Hạo Vũ lại có thể tu luyện đến đại thành. Tiện tay vung một kiếm đã có cảnh giới như vậy, Kinh Vân kiếm pháp này chỉ e là hắn đã sớm thăng cấp lên đại thành rồi. Thường Hạo không thể tránh được đâu. Phong thái của một kiếm này đã tạo nên từng tràng tiếng kêu kinh hãi trên kiếm trùng. Có rất nhiều người mang ánh mắt e dè khi nhìn về phía Sở Hạo Vũ, người đứng đầu bảng nhân rốt cuộc thì cũng là đứng đầu. Một kiếm này như có ngọn núi nhô lên, phá tan tầng mây, Thường Hạo tránh không thoát. Sở sư đệ, thực sự khiến người ta bất đắc dĩ. Thường Hạo cười khổ một tiếng, không tiếp tục né nữa, hắn ta vươn bàn tay phải ra. Trong lúc chân nguyên đang tuôn ra ảo ạt, bàn tay hắn bỗng cháy bùng lên một ngọn lửa hừng hực, không chỉ như thế, huyết linh quỷ hỏa bên dưới chân hắn ta giống như được đổ thêm dầu, cháy bùng lên dữ dội. Không hề báo trước, hắn vươn bàn tay phải, bỗng nhiên quạt qua. Quỳnh! Ngọn núi đơn độc kia vỡ nát, kiếm thân rung lên bần bật, một kiếm này lại bị một trưởng của hắn đẩy ra. Sở huynh cũng nhận một trưởng của ta đi. Thường Hạo trầm ngâm không nói, dùng một trưởng quạt bay kiếm mang của đối phương, sau đó đẩy mạnh về phía trước. Uỳnh ầm ầm. Bỗng nhiên, ngọn lửa hừng hực hóa thành một biển lửa thiêu đốt, đẩy lên thành một cơn sóng lửa, ngay lập tức phủ ập lên đầu Sở Hạo Vũ, nuốt hắn vào bên trong biển lửa. Cái này, tất cả mọi người kinh hãi hết sức, ai cũng không thể ngờ được, Thường Hạo đứng bét bảng địa lại có thực lực như vậy. Trong lúc lật tay, chân nguyên lại hóa thành liệt hỏa, hoàn toàn nhấn chìm Sở Hạo Vũ vào bên trong. Chân nguyên hùng hậu, lực trường ào ạt khiến người ta kinh hồn táng đảm. Xoẹt xoẹt xoẹt. Đúng vào lúc tất cả mọi người kinh hãi hô lên, bên trong biển lửa mênh mông, từng luồng kiếm mang đan chéo nhau bắn ra. Cắt ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt này thành nghìn mảnh như cắt một tấm vải. Kiếm ý trên người Sở Hạo Vũ như gió. Chấn mạnh một cái,
đám tàn lửa này bỗng nhiên tan biến sạch sẽ. Lại tiếp một chiêu của ta, phong cuốn tàn vân. Chương 865. Hiện tượng kỳ lạ đột nhiên xuất hiện, ngọn núi đơn độc lúc trước bị Thường Hạo trưởng nát bỗng nhiên ngưng tụ lại. Trước ánh mắt kinh hoàng của tất cả mọi người, tự nhiên xoay vòng vòng, cuốn những kiếm ý tứ tán khắp xung quanh lại, uỳnh ầm ầm, điên cuồng lao đi. Ngọn núi gầm gào lao đến, những nơi mà nó đi qua, huyết linh quỷ hỏa trên mặt đất đều bị thổi bay thành một con đường. Những kẻ xui xẻo đứng dọc theo con đường đó bị hất bay xuống dưới, trên dưới khắp người đều mang đầy thương tích. Ở phía xa, Lâm Nhất vừa mới giết xong một con huyết diệm quỷ linh, trong lòng âm thầm kinh ngạc không thôi, thực lực của Sở Hạo Vũ này trên phương diện kiếm đạo quả thực đã vượt quá dự đoán của hắn. So với bá kiếm của mình, thì vẫn còn kém hơn một chút, nhưng nếu như kinh vân kiếm pháp của hắn ta đã đạt đỉnh phong viên mãn, thì có chút rắc rối rồi. Trong lòng Lâm Nhất thầm nghĩ, bá kiếm nếu như không thể đại thành, muốn phá được kinh vân kiếm pháp đỉnh phong viên mãn thì gần như là không thể. Nhưng mà muốn tu luyện kinh vân kiếm pháp đến cảnh giới đỉnh phong viên mãn khó như lên trời, Sở Hạo Vũ chưa chắc đã đạt đến cảnh giới này. Tử Diên kiếm quyết của ta đã thăng cấp lên tầng thứ 8, Tử Diên hoa đã thay ra đổi thịt. So sánh chân nguyên thì cho dù đối chiến với đệ tử cảnh giới huyền võ tầng thứ 6 thì cũng không thua. Điều này ngược lại là một con át chủ bài của ta. Còn có đạn chỉ thần kiếm, đạn chỉ thần kiếm cảnh giới thứ 2 đã làm được kinh hãi trong nháy mắt, kiếm hư vô phát rồi. Cho dù là bản thân hắn cũng không thể tránh được, những người khác không có thất huyền bộ thì lại càng khó để né được. Ngọn núi xoay tròn chuyển động dài đến 10 trượng, khuấy động phong vân, trong lúc kiếm ý sao động, phát ra âm thanh phá không cực kỳ chói tai, âm thanh cực kỳ đáng sợ. Thường Hạo ngẩng đầu nhìn qua, biểu cảm trên mặt không quá kinh ngạc, chỉ là thế giới trong mắt hắn ta dường như chỉ còn lại ngọn núi đang xoay tròn kia. Là núi, cũng là bảo kiếm, kiếm như ngọn núi, cuộn hết mây bay khắp trời. Một kiếm này, phong cuốn tàn vân. Không hề có sơ hở. Trong lòng Thường Hạo thở dài, một kiếm này rốt cuộc vẫn không thể tìm ra được bất cứ sơ hở nào, Sở Hạo Vũ quả thực rất giỏi. Nếu như đã không có sơ hở, thế thì đấm nát vậy. Phong mang thoáng qua nơi đầu mày, Thường Hạo khẽ hét một tiếng, cơ thể bật lên không trung. Trên bề mặt của làn da lay động từng trận ánh lửa như vàng thật phát sáng trong ánh lửa. Phá! Chương 866. Một trường không có bất kỳ sự hoa mỹ nào đáp thẳng lên cô Phong Sơn với tiếng nổ lớn vang dội, xoay tròn không ngừng, cô Phong có khí thế nuốt chửng núi sông cuối cùng cũng dừng lại. Khi Sơn Phong và quyền mang va chạm, dư âm đáng sợ hóa thành từng đợt sóng gió trùng điệp dũng mãnh tứ phía. Trong không khí xuất hiện từng đợt gợn sóng, phân tán ra bốn hướng. Dư âm không phân biệt địch ta, nếu bị quét chúng thì sẽ bị thương nặng, bị ép từ bỏ cuộc thi. Lập tức ai nấy đều nguy hiểm, không lo được cho người khác, chỉ có thể tự bảo vệ mình. Rầm rầm rầm. Trong kiếm trùng không ngừng vang lên tiếng nổ, dư âm không ngớt, cổ kiếm dưới chân càng thêm rung bần bật. Trên bục quan vân, mọi người nhìn thấy cảnh này thì đều bị sốc. Thất huyền bộ, kim ô tung cánh. Lâm Nhất giang hai tay, hơi bay lên rồi đáp xuống bên cạnh Lâm Thu Sam và Lâm Yên. Hắn nắm tay lại, chân nguyên và lực lượng long tượng hội tụ, tung ra một quyền. Dư âm xếp chồng lên nhau dễ dàng bị phá vỡ. Cảm ơn Lâm sư đệ. Lâm Thu Sam liên tục cảm ơn, nếu bị dư âm ấy đánh trúng thì nàng ta chỉ miễn cưỡng bảo vệ được bản thân, còn Lâm Yên thì chắc chắn sẽ phải dừng tham chiến. Tim Lâm Yên đập loạn xạ, vẻ mặt kinh hãi, tất cả những điều trước mắt nằm ngoài khả năng hiểu biết của nàng ta. Không có gì. Lâm Nhất nhìn hai người vẫn đang giao đấu trong không trung, dị tượng trên không đã tiêu tán. Một tay Sở Hạo Vũ cầm kiếm, chặn lại một chưởng của Thường Hạo, một chưởng nhìn như đơn giản nhưng lại chứa đựng chân nguyên hùng hậu, mạnh hơn Sở Hạo Vũ rất nhiều. Sở Hạo Vũ đã đánh giá thấp Thường Hạo một chút, Lâm Nhất khẽ lẩm bẩm tự nói. Nếu không có gì bất ngờ thì ánh mắt hắn cảm nhận được lúc trước chính là ánh mắt đệ tử nội môn Thường Hạo này, không ngờ lại bị Sở Hạo Vũ gọi ra. Chắc hắn ta cũng dè chừng nên mới ra tay. Hiện tại hai người vẫn chưa thể hiện hết sức mình, dù sao cũng đang hỗn loạn, thăm dò nhau thôi là đủ. Nhưng nếu đối phương để lộ sơ hở thì có lẽ cả hai đều rất vui, loại bỏ đối phương trước coi như loại trừ mối lo trong lòng.
Hai người giao đấu thêm hơn 10 chiêu nữa trên không trung, trưởng mang và kiếm ý kích động, bộc phát ra khí thế kinh người. Không phân cao thấp, nhưng Thường Hạo còn chưa rút kiếm, màn thăm dò này Sở Hạo Vũ đã rơi vào thế yếu. Cục diện này khiến mọi người đều bất ngờ, không ngờ một nhân vật bảng địa không nổi bật lại trở thành hắc mã trong cuộc chiến đồng minh lần này. Trước đây không có ai chú ý đến hắn ta, cũng chẳng có ai coi trọng hắn ta cả. Bịch! Sở Hạo Vũ cất kiếm, giẫm nhẹ trên vài cổ kiếm rồi đứng lại. Nhìn Thường Hạo nhẹ nhàng bay xuống với ánh mắt kinh ngạc, lần thăm dò này không ngờ hắn ta lại rơi vào thế yếu. Chương 867. Tuy hắn ta chỉ dùng chưa tới một nửa thực lực, nhưng khó có thể đảm bảo rằng Thường Hạo cũng như thế. Sở sư đệ có muốn đấu tiếp không? Thường Mỗ sẵn sàng tiếp đến cùng. Thường Hạo cười nhẹ, trong tiếng cười ẩn chứa sự sắc bén. Hai hổ đấu với nhau chắc chắn sẽ có một con bị thương, chiến đấu tiếp không phải lựa chọn khôn ngoan, mà bây giờ tình hình trận chiến cuối cùng vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Phụt phụt. Nhưng khi Sở Hạo Vũ định lên tiếng thì một cảnh tượng không ai ngờ tới chợt xuất hiện, giang phong của Liên minh Tu La để lại dư ảnh trong không khí, lặng lẽ tung một chưởng về phía sau Sở Hạo Vũ. Hỗn Nguyên Quyết có khí tức đáng sợ, nổ tung trên không với tiếng gầm đỉnh tai nhức óc, từ khoảng cách vài trăm mét mà hắn ta cũng có thể vụt tới nhanh như chớp. Chân Nguyên hùng hậu ẩn chứa trong trưởng mang, dày đặc và dồi dào. Hỗn Nguyên Quyết viên mãn đỉnh phong hoàn toàn không có bất kỳ dự liệu nào trước một trưởng này, mà lúc trước Giang Phong cũng không để lộ chút sát ý nào. Đến khi Sở Hạo Vũ cảm nhận được nguy hiểm thì một trưởng nặng như núi này đã chỉ còn cách hắn ta chưa đến nửa mét. Sở Hạo Vũ bộc phát khí thế, không hề buông lỏng cảnh giác, vào thời khắc mấu chốt, hắn ta giẫm mạnh lên chuôi kiếm, cổ kiếm đang chứa không biết bao nhiêu thiếu niên bỗng bị bẻ cong, người Sở Hạo Vũ hạ xuống. Vừa hay tránh được phong mang của trưởng kia, chỉ là đuôi tóc dài của hắn ta vẫn bị chém bay dưới dư âm của trưởng mang ấy. Khi thân kiếm nảy lên, kiếm ý như núi gầm biển thét bùng lên dữ dội. Sở Hạo Vũ xoay người đâm ra một kiếm. Nếu Giang Phong tiếp tục đánh ra một chưởng nữa, dù có thể khiến đối phương bị phương thì bản thân hắn ta khẳng định cũng sẽ bị kiếm mang đâm trúng. Sắc mặt Giang Phong hơi thay đổi, hắn ta vội vàng thu chiêu điên cuồng lùi lại, trở về nhóm người của Liên minh Tu La, sắc mặt bình tĩnh không có một tia dao động. Giang Phong, đến ta mà ngươi cũng dám đánh lén. Ánh sáng lạnh lẽo ngưng tụ trong mắt Sở Hạo Vũ, hai lọn tóc trước trán khế tung bay. Lửa giận trong lòng viết rõ trên khuôn mặt lãnh đạm của hắn ta. Cảnh vừa rồi cũng khiến hắn ta rất sốc. Nếu không vì trước giờ hắn ta luôn cảnh giác thì sợ rằng trận chiến cuối cùng này đã phải dừng lại giữa chừng ngay từ vừa nãy. Bởi vì một trường đó của Giang Phong không hề nương tay. Giang Phong, ngươi muốn chống lại Liên minh quân tử của ta sao? Ngô Bình của Liên minh quân tử rất tức giận, dẫn đầu đám thiên kiêu trong Liên minh đứng ra. Phẫn nộ nhìn Giang Phong, sát ý lan ra trong mắt. Không dám, chỉ là Sở sư huynh vừa nãy cũng nói rồi, hạng nhất cuộc chiến đồng minh nhất định sẽ thuộc về huynh ấy, ai dám ngăn cản thì huynh ấy sẽ giết kẻ đó. Chỉ là thật không may, Giang Mỗ cũng muốn giành bảo khí phần thưởng hạng nhất của cuộc chiến đồng minh này. Chương 868. Trước sự uy hiếp kép từ Liên minh quân tử và Sở Hạo Vũ, Giang Phong không hề hoảng sợ mà hờ hững đáp lại. Dứt lời, khóe miệng hắn ta lướt qua một tia trào phúng, và lại, Sở Hạo Vũ huynh thật sự cho rằng có thể một tay che trời trong cuộc chiến đồng minh sao? Thường Hạo, Lâm Nhất, huynh chắc chắn có thể giết được ai trong số đó. Nếu huynh không muốn để lộ quá nhiều con át chủ bài thì ta khuyên huynh tốt nhất hãy nhẫn nhịn đi. Giang Phong nhìn như lỗ mãng nhưng lại mang trong mình một trái tim tinh tế, bình tĩnh lấy Lâm Nhất và Thường Hạo ra uy hiếp Sở Hạo Vũ. Hắn ta cũng không muốn giao đấu. Nhưng rõ ràng, hắn ta không hiểu Sở Hạo Vũ. Giết ngươi, ta không cần dùng đến con át chủ bài. Sở Hạo Vũ hừ lạnh, rút trường kiếm ra, lao vụt về phía Giang Phong nhanh như chớp. Vút! Sau một tiếng kiếm rung, Sở Hạo Vũ hất nhẹ cổ tay, kiếm khí sắc bén như đâm rách lưới trời, rực rỡ chói mắt, ngưng tụ thành từng chùm sáng vàng mỏng, giống như đóa hoa nở rộ, bao phủ Giang Phong trong đó. Sự ngạc nhiên hiện lên trong mắt Giang Phong, hắn ta không ngờ Sở Hạo Vũ lại quyết đoán đến thế. Hoàn toàn không để ý đến uy hiếp trong lời của hắn ta, cũng hoàn toàn không coi hắn ta ra gì. Nghĩ đến đây Giang Phong sầm mặt,
người muốn đấu với ta thì ta sẽ theo đến cùng. Các ngươi tránh ra trước đi. Giang Phong bảo những đệ tử của Liên Minh Tu La tránh ra rồi sải bước tiến về phía trước, Hỗn Nguyên Quyết viên mãn đỉnh phong điên cuồng hoạt động. Đột nhiên chân nguyên trên người hắn ta trở nên dày và nặng như núi, sao động như những con sóng chồng lên nhau, bùng phát ra từng đợt tiếng no to. Rầm rầm rầm. Giang Phong vung tay đánh ra từng trưởng phong mãnh liệt, phá tan tất cả những chùm sáng rực rỡ ấy. Đệ tử ngoại môn có chân nguyên dồi dào thế này khiến mọi người không khỏi bị thu hút sự chú ý. Hỗn Nguyên Quyết viên mãn đỉnh phong. Chẳng trách lại cường hãn như thế, một trường đã phá được kiếm khí của Sở Hạo Vũ, không hổ là hạng ba bảng nhân. Thật đáng sợ, trong số đệ tử ngoại môn, ngoài hắn ra cho dù là Sở Hạo Vũ cũng chưa chắc luyện được công pháp này đến cảnh giới viên mãn đỉnh phong. Rất nhiều người đang nhỏ giọng bàn luận. Ngay cả Lâm Nhất cũng không khỏi lột ra vẻ kinh ngạc trong mắt. Bất kỳ công pháp nào, nếu có thể tu luyện đến cảnh giới viên mãn thì đều có thể sinh ra biến hóa kinh thiên động địa. Chẳng hạn như Hỗn Nguyên Quyết của Giang Phong, tuy chỉ là cấp huyền phẩm nhưng đã được hắn ta tu luyện đến viên mãn đỉnh phong. Công pháp linh cấp bình thường chỉ cần chưa đạt đại thành thì đều chẳng là gì trước Hỗn Nguyên Quyết của hắn ta. Nếu ta chưa luyện được Tử Diên Kiếm Quyết đến đại thành, khiến Tử Diên Hoa kết tinh từ băng mà chỉ dựa vào kiếm quyết tầng 7 thì sợ rằng cũng không có lợi thế lắm. Chương 869. Tuy nhiên muốn dựa vào Hỗn Nguyên Quyết để phá vỡ kiếm pháp của Sở Hạo Vũ thì vẫn có phần khó khăn. Một kiếm này không đơn giản như mọi người tưởng tượng, Sở Hạo Vũ đã thật sự hạ quyết tâm giết người. Lâm Nhất nhếch môi cười, trận chiến cuối cùng này quả thực càng ngày càng thú vị. Rầm rầm rầm. Chân nguyên toàn thân như biển. Nó đang gầm thét còn Giang Phong thì sừng sững bất động, phá tan toàn bộ 12 chùm sáng vàng do kiếm ý ngưng tụ. Giang Phong liếc Sở Hạo Vũ, chắp tay sau lưng chế nhạo, Sở Hạo Vũ, không ngờ phải không? Hỗn Nguyên Quyết của ta từ nửa năm trước đã đạt tới viên mãn đỉnh phong rồi, bây giờ tiến thêm bước nữa thậm chí có thể đạt đến hóa cảnh trong truyền thuyết. Huynh đừng tưởng mình vẫn có thể ba chiêu là đánh bại được ta như một năm trước nữa, đừng có mơ. Lời vừa dứt. Trong mắt Giang Phong lóe lên tia oán hận, hắn ta đã tiết lộ một số bí mật. Hóa ra một năm trước hắn ta từng âm thầm khiêu chiến Sở Hạo Vũ và ba chiêu đã bị đánh bại. Ánh mắt mọi người bất giác nhìn sang Sở Hạo Vũ, ai cũng ngạc nhiên, ba chiêu đã đánh bại Giang Phong một năm trước. Rốt cuộc Sở Hạo Vũ mạnh đến mức nào? Sở Hạo Vũ khinh thường, vô dụng vẫn là vô dụng, dựa vào tài nguyên tu luyện công pháp đến viên mãn đỉnh phong thì thế nào? Kiếm khách phải dựa vào kiếm trong tay, người hoàn toàn không hiểu một kiếm này của ta. Có ý gì? Sắc mặt Giang Phong thay đổi, khi còn đang nghi hoặc thì chùm sáng màu vàng bị hắn ta phá vỡ lúc nãy đã lại xuất hiện, đan chéo trên không trung, tụ lại thành biển mây vô tận. Vân Hải cuộn trào. Sở Hạo Vũ quát lên, kiếm trong tay bay thẳng lên trên, biển mây mênh mông đan xen vào nhau bởi những đường ranh giới giữa bề mặt, ầm ầm bay lên giống như bức tranh cuộn ngược. Ép về phía Giang Phong với khí thế rời sông lấp biển. Rầm rầm rầm. Sắc mặt Giang Phong đột nhiên thay đổi rõ rệt, hắn ta vội vàng lui về phía sau, song trưởng đánh ra như chớp. Từng trưởng môn dễ dàng đánh chết đệ tử huyền võ tầng 5 ầm ầm đáp xuống biển mây cuộn ngược, tạo ra rất nhiều lỗ hổng khổng lồ. Nhưng quá nhanh, tốc độ của Vân Hải cuộn trào giống như cự long bay trên trời, phẫn nộ gầm thét, sắp nhấn chìm Giang Phong bên trong. Mọi người đều chấn động, kinh vân kiếm pháp của Sở Hạo Vũ cũng đã tu luyện đến cảnh giới viên mãn đỉnh phong. Ở Lăng Tiêu kiếm các, kinh vân kiếm pháp được coi là kiếm pháp khó luyện nhất ngoài cấm thuật. Rất nhiều người đừng nói là đại thành, cho dù tiểu thành cũng khó luyện tới, trừ khi ngộ tính tuyệt đỉnh và tự tin tột cùng, nếu không sẽ chẳng có ai luyện nó. Trước đó Sở Hạo Vũ thi triển kinh vân kiếm pháp đại thành đã kinh động tứ phương. Bây giờ biển mây cuộn trào lại khiến mọi người trợn mắt há mồm, rất nhiều đệ tử đang giao đấu với huyết diễm quỷ linh đều mất tập trung vài giây. Chương 870. Ý cười trên mặt Lâm Nhất dần mất trong mắt lóe lên một tia nặng nề hiếm thấy. Mặc dù hắn chưa tu luyện kinh vân kiếm pháp, nhưng lúc đầu hắn cũng đã nghe nói đến khi ở huyền võ điện, kinh vân kiếm pháp và thất huyền bộ cùng một cấp bậc. Đều bắt nguồn từ bản không hoàn chỉnh của võ học cổ. Sau này được các cao thủ hậu thế diễn tiến thành công, độ khó cũng khá cao. Nghĩ lại bản thân hắn, tu luyện thất huyền bộ tới đại thành chỉ trong hơn nửa năm,
cũng được coi là có một không hai. Có lẽ là sau khi luyện hóa cỏ kiếm hoàng, trong cảnh giới kiếm tâm thông huyền đã lĩnh ngộ đến viên mãn đỉnh phong. Nếu không, không có cơ hội khác thì rất khó luyện được tới viên mãn đỉnh phong. Tình thế lập tức đảo ngược, trong nháy mắt Giang Phong đã rơi vào tình thế nguy hiểm trùng trùng, giống như con thuyền nhỏ nơi đầu sóng ngọn gió, có thể bị lật bất cứ lúc nào. Thấy vậy, Sở Hạo Vũ liên tục giễu cợt, chút thực lực này mà cũng dám đánh lén ta, không biết tự lượng sức mình. Nhưng đúng lúc này, một bóng người toàn thân tản ra ánh sáng vàng lao tới, dựa vào sức mạnh cơ thể chặn lại kiếm ý biển mây đang cuồn cuộn ảo tới. Keng keng, tiếng vang như kim loại va chạm vang lên không ngớt. Ai? Dầm. Trong biển mây lại nổ ra tiếng động lớn nữa, quyền mang chấn động, kiếm ý dồi dào đột nhiên phun ra như mưa. Đến khi biển mây biến mất, mọi người mới nhìn rõ người đó, ai cũng phải sững sờ. Người này chính là Diệp Tu hạng hai bảng nhân. Triệu Vân Hải cuộn trào này của Sở Hạo Vũ tuy đã đánh tan một nửa uy lực của Giang Phong, nhưng vẫn cực kỳ đáng sợ. Diệp Tu chỉ dựa vào một quyền đã phá tan được nó, thật sự khiến mọi người kinh ngạc. Điều khiến mọi người bị sốc hơn nữa là không ngờ cơ thể hắn ta lại đáng sợ đến vậy. Chống lại khuấy động của Vân Hải cuộn trào mà không bị thương nặng. Kim Thân Quyết. Trước đây Lâm Nhất đã từng đặc biệt nghiên cứu công pháp luyện thể của kiếm các, nên nhìn thoáng qua là hắn biết ngay. Công pháp mà Diệp Tu tu luyện chính là Kim Thân Quyết, ở Đại Tần Đế Quốc, công pháp này chỉ đứng sau công pháp luyện thể Long Tượng Chiến Thể Quyết. Có thể phòng ngự như vậy chắc ít nhất Diệp Tu đã luyện Kim Thân Quyết đến cảnh giới tầng 5 rồi. Mọi người đều biết kiếm pháp của Diệp Tu rất mạnh, nhưng không ai biết hắn còn có công pháp luyện thể kinh người đến nhường này. Ngoại môn đúng là nhiều quái vật. Thường Hạo tặc lưỡi, khẽ thở dài, đầu tiên là Lâm Nhất đã tu luyện được Long Hổ Quyền đến song ấn hợp nhất, sau đó lại có Sở Hạo Vũ kiếm pháp vô song, bây giờ thì có Giang Phong với công pháp viên mãn và Diệp Tu với thân thể đáng sợ. Chương 871. Mấy đệ tử nội môn gần đó nghe thấy câu này không khỏi thầm lẩm nhẩm. Chẳng phải ngươi cũng là quái vật đó sao? Rõ ràng thực lực lúc nào cũng đứng bét hạng. Nhưng trong cuộc chiến đồng minh lại bùng nổ ra thực lực mạnh mẽ thế này, đến Sở Hạo Vũ cũng không vượt trội hơn người. Đa tạ. Giang Phong không hề ngạc nhiên trước việc Diệp Tư ra tay và việc hắn ta tu luyện thân quyết. Tư luyện kim. Hai người có mối quan hệ thân thiết, trước cuộc chiến đồng minh họ đã có một vài thỏa thuận. Diệp sư đệ, đệ cũng muốn trở thành kẻ thù của ta sao? Sở Hạo Vũ khách sáo với Diệp Tu hơn một chút, không lạnh lùng như với Giang Phong. Không dám, nhưng những gì Giang Phong sư đệ vừa nói rất đúng. Sở sư huynh nói hạng nhất cuộc chiến đồng minh nhất định sẽ thuộc về huynh, nếu ai cản thì huynh sẽ giết kẻ đó. Nếu Diệp Tu ta cũng muốn tranh vị trí hạng nhất cuộc chiến đồng minh thì sở sư huynh cũng định giết ta sao? Dù thế nào, ta và Giang Phong sư đệ đều sẽ cố gắng giành vị trí hạng nhất này. Vẻ mặt Diệp Tu bình tĩnh, nhưng nói đến câu cuối cùng, ánh mắt hắn ta càng thêm kiên định. Đáy mắt Sở Hạo Vũ sáng lên, lộ ra vẻ đã hiểu, hắn ta lắc đầu, thì ra là thế, ta hiểu rồi. Nhưng Diệp sư đệ này, có một số chuyện đệ không hiểu rồi, trên đời có một số thứ không phải cứ dựa vào cố gắng là có thể giành được. Nếu cố gắng mà có ích thì cần thiên tài làm gì? Bầu không khí giữa ba người chợt trở nên căng thẳng, lời nói của Sở Hạo Vũ cho thấy tham vọng và sự kiêu ngạo nhất định phải giành được hạng nhất của hắn ta. Nút thắt không thể hóa giải giữa hắn ta và hai người phía Diệp Tu đã hình thành. Ở đằng xa, Lý Vô Ưu nhìn tình huống xảy ra bất chợt này thì nghi hoặc hỏi, sư huynh, sao mấy người này lại đánh nhau thế? Chẳng phải đều là tay sai của Vương Diễm sao? Trước đó chúng còn thề sẽ liên thủ giết chết huynh, để huynh không vào được kiếm chủng kia mà. Lâm Nhất trầm giọng đáp, Vương Diễm hứa giết ta sẽ được thưởng 1.000 viên linh ngọc nhị phẩm. Nhưng hạng nhất cuộc chiến đồng minh lại được thưởng bảo khí hàng thật giá thật, khó phân biệt cái nào có giá trị hơn lắm mà. Suy cho cùng, 10 hạng đầu bảng nhân không phải khúc gỗ, họ đều là những người cao ngạo, rất khó để thực sự nghe theo một người. Đứng trước lợi ích lớn hơn, lừa hứa sẽ chẳng là gì. Hơn nữa, giành hạng nhất, cướp bảo khí cũng không mâu thuẫn với việc giết Lâm Nhất. Nếu giành được hạng nhất, bảo khí cũng đã về tay thì giết Lâm Nhất chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho dù bảo khí lần này có là hạng tệ nhất thì giá trị của nó cũng không ít hơn 8.000 viên linh ngọc nhị phẩm. Huống hồ còn có phần thưởng của tông môn,
chắc chắn sẽ không quá tệ. Lâm Thu Sam nhẹ nhàng nhảy lên, đáp xuống bên cạnh hai người, nhẹ giọng nói. Lấy bảo khí chất lượng kém nhất ra làm phần thưởng khẳng định không xứng với kiếm các và địa vị của tứ đại siêu nhiên tông môn, nhưng đương nhiên chắc chắn cũng sẽ không quá tốt, bởi thứ tốt thật sự thì tông môn đã giấu cho riêng mình rồi. Họ thật sự sẽ đánh nhau ư? Chương 872. Lý Vô Ưu tò mò hỏi, bây giờ không chỉ là trò chơi giữa ba người. Những thành viên còn lại của Liên minh Quân tử và đệ tử của Liên minh Tu La và Liên minh Cô Tinh đã hội tụ ở đây, ánh mắt ai cũng rất chăm chú. Khó nói, theo lý thì với tính cách của Sở Hạo Vũ chắc chắn sẽ không nhất định phải giết Giang Phong cho bằng được. Nhưng đây là trận chiến cuối cùng rồi, hiển nhiên cũng nằm ngoài dự đoán của hắn ta. Tuy thực lực của hắn ta mạnh nhưng dường như không phải người xuất sắc nhất ở đây, không có ưu thế áp đảo được tất cả mọi người. Nếu ra tay với hai người kia có thể Thường Hạo sẽ được lời, hoặc là người khác được lời. Lâm Thu Sam lắc đầu, khi nói còn như vô tình hay cố ý liếc sang nhìn Lâm Nhất, dường như đang ám chỉ. Cuộc chiến đồng minh năm nay đúng là nhiều biến cố, khiến người ta hoa mắt, không thể đoán trước cục diện. Nhưng đến giờ thật ra đã có một chút đầu mối. Năm yêu nghiệt thực sự có tư cách giành hạng nhất đều đã xuất hiện. Trong đó đương nhiên là có Sở Hạo Vũ với Kinh Vân kiếm pháp viên mãn đỉnh phong, tiếp theo là Hắc Mã Thường Hạo đứng cuối bảng địa đột ngột xuất hiện, đến giờ vẫn chưa biết rõ thực lực thế nào. Cuối cùng là Diệp Tu, Giang Phong, và Lâm Nhất. Khi ba người đang rằng có đối đầu thì trên người Thường Hạo đột nhiên có ánh lửa bùng cháy, hắn ta thật sự không nhịn được nữa, lén lút muốn luyện hóa đá diễm tinh trong tay ngay tại kiếm chủng. Soạt! Mọi người bất giác nhìn sang. Chỉ thấy trong ngọn lửa còn có ánh sáng le lói lóe lên, tựa như sao trời. Vô số đệ tử nội môn đều há hốc mồm, ánh mắt thảng thốt không thể tin được. Thường Hạo hơi xấu hổ, cười ngượng ngùng, mọi người đều nhìn tại hạ làm gì. Ta chỉ lén luyện hóa viên đá diễm tinh này thôi, không làm chuyện gì khác thường mà. Thường sư đệ, ngọc bội của đệ. Đệ tử nội môn có quen biết Thường Hạo duỗi tay, chỉ vào ngọc bội tử tinh bên hông hắn ta. Thường Hạo cúi xuống, ngỡ ngàng hô to, ôi trời, cái quái gì đây? Ngọc bội tử tinh của hắn ta ban đầu chỉ có mười mấy sao, nhưng bây giờ đã dày đặc, có thêm hàng trăm ngôi sao. Vô số ngôi sao trong suốt như pha lê, quang hoa tản ra tứ phía nhưng lại tạo cho người ta cảm giác nặng nề. Ngay cả sắc mặt mấy người phía Sở Hạo Vũ đang đối đầu cũng hơi thay đổi, tất cả đều đưa mắt nhìn sang. Quy tắc của trận chiến cuối cùng là khi nào kiếm chủng chỉ còn một người cuối cùng thì cuộc chiến đồng minh sẽ kết thúc. Ở kiếm chủng càng lâu, ngọc bội sẽ càng tích lũy được nhiều sao. Đến khi cuộc chiến đồng minh kết thúc sẽ dựa vào số lượng sao trong ngọc bội để quyết định thứ hạng cuối cùng. Ngọc bội của Thường Hạo đột nhiên nhiều thêm cả trăm ngôi sao, hiển nhiên là có liên quan đến việc luyện hóa đá diễm tinh. Đầu Lâm Nhất ong lên, hắn nhớ lại lời Bạch Đình nói. Chỉ cần giết được huyết diễm quỷ linh thì sẽ có được một viên đá diễm tinh, như vậy chuyến đi này sẽ trở nên đáng giá. Lúc đó ông ta không nói rõ nhưng nụ cười lại đầy ẩn ý. Bây giờ xem ra nếu giành được một viên đá diễm tinh thì cũng tương đương với việc được thăng cấp lên làm đệ tử nội môn. Như Thường Hạo đây, sau khi luyện hóa một viên đá diễm tinh, ngọc bội đã lập tức tăng thêm 100 sao. Nhiều sao như vậy đủ để hắn ta đứng trong nhóm 100 người đầu tiên, có tư cách trở thành đệ tử nội môn. Đương nhiên, hắn ta vốn đã là đệ tử nội môn nên sức cám dỗ của 100 hạng đầu với hắn ta không lớn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không có hứng thú với 100 hạng đầu thì lấy được đá diễm tinh có thể trả lại. Chương 873 năng lượng thật tinh thuần. Ông già kia chỉ nói một nửa, đúng là hại người ta thê thảm. Lâm Nhất thầm thở dài, không ít người sợ cạnh tranh khốc liệt trong kiếm chủng, đến khi huyết diễm quỷ linh xuất hiện sau lưng đã chủ động từ bỏ, nhảy xuống khỏi kiếm chủng, tránh xa biển lửa. Nếu biết chỉ cần lấy được một viên đá diễm tinh tương đương với việc có được chỉ tiêu trở thành đệ tử nội môn, chắc họ sẽ tiếc đứt ruột. Để ta thử. Mắt Lâm Nhất lóe lên, hắn lấy viên đá diễm tinh giành được lúc trước ra, đặt trong lòng bàn tay rồi bóp mạnh. Giác. Trong phút chốc, một luồng năng lượng cuồng bạo và nóng rực dâng lên trong cơ thể hắn. Khắp người như tắm trong ngọn lửa thiêu đốt, ánh sao lốm đốm lấp lánh. Năng lượng thật tinh thuần.
Trong lòng Lâm Nhất hơi giật mình, năng lượng dồi dào trong đá diễm tinh nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng giây tiếp theo, tử diên hoa kết tinh từ băng trong cơ thể hắn chợt nở ra, hút lấy ngọn lửa đang cháy hừng hực này. Rắc! Trên tử diên hoa như kết tinh từ băng đột nhiên có từng tia lửa bao quanh, lửa băng đan xen trông rất huyền diệu. Trong tử diên hoa dường như có thứ gì đó vỡ ra. Lâm Nhất cũng không quá ngạc nhiên, cảnh tượng tương tự thế này cũng đã xảy ra khi hắn luyện đan kiếm vân. Tử diên kiếm quyết không hề kháng cự dị bảo thiên địa có chứa kiếm ý này, ngược lại còn vô cùng tham lam hấp thu. Chỉ là hắn chưa nhận ra giữa đá diễm tinh và đan kiếm vân vẫn có một chút khác biệt. Sư huynh, số sao trong ngọc bội của huynh nhiều hơn thật kìa. Lý Vô Ưu ở bên cạnh cực kỳ kinh ngạc, quả nhiên sau khi luyện hóa, sao trong ngọc bội đã trở nên chi chít, trong suốt, nặng trĩu. Không nhiều không ít, đúng 100 tròn. Chỉ dựa vào 100 ngôi sao này, xếp hạng cuối cùng khẳng định có thể nằm trong nhóm 100 người đứng đầu. Lâm Thu Sam nhìn ngọc bội rồi cẩn thận đếm, trong mắt thoáng qua tia sáng khác lạ. Hiện giờ huyết linh quỷ hỏa đã lan khắp kiếm chủng, khiến mọi người rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Ở đây rất nguy hiểm, phải đề phòng đồng bọn đánh lén, đề phòng dư âm do các cao thủ tạo ra khi so chiêu, còn phải cẩn thận với huyết diễm quỷ linh. Nếu từ bỏ thì không cam lòng, chẳng ai muốn cứ thế từ bỏ cơ hội thăng cấp lên nội môn. Đột nhiên mọi người nhận ra chỉ cần giành được đá diễm tinh thì có thể thong dong rời đi, còn có thể có được chỉ tiêu làm đệ tử nội môn. Lập tức, những đệ tử còn trong kiếm chủng đều sáng mắt, từng tơ máu hiện lên trong mắt, ánh mắt họ nhìn huyết diễm quỷ linh đều hiện lên thần sắc điên cuồng. Giết! Huyết diễm quỷ linh lúc trước còn khiến người ta khiếp sợ. Giờ đây đã trở thành miếng bánh thơm ngon trong mắt mọi người. Không ai kiêng dè gì nữa, điên cuồng xông lên, chỉ mong số lượng huyết diễm quỷ linh không quá ít. Chương 874 đa tạ Lâm sư đệ đã nhắc nhở. Kiếm chủng mới yên tĩnh chưa được bao lâu lại trở nên hỗn loạn, đâu đâu cũng thấy đệ tử kiếm các bao vây tiêu trừ huyết diễm quỷ linh. Tiếng la hét thất thanh không ngừng vang lên, nhắc nhở mọi người huyết diễm quỷ linh không dễ đối phó. Nhưng vẫn không ngăn được sự điên cuồng và quyết tâm của mọi người, trận chiến lập tức trở nên tàn khốc và kịch liệt. Nhóm Lâm Thu Sam cũng không kìm lòng được nữa, chuẩn bị ra tay thì bị Lâm Nhất ngăn lại, không vội. Tại sao, có được một viên đá diễm tinh là có được chỉ tiêu đệ tử nội môn, còn chờ gì nữa, số lượng huyết diễm quỷ linh vốn đã không nhiều rồi, Trần Lăng và Cố Bắc Huyền hơi sốt ruột, hầu như tất cả huyết diễm quỷ linh đều đã có người để mắt. Nếu không xông lên thì không còn cơ hội nữa. Lâm Nhất duỗi tay ra chỉ, trầm ngâm nói, huynh nhìn thử xem Sở Hạo Vũ và các cao thủ đệ tử nội môn có ai hành động không. Mấy người nghe xong thì lật đật nhìn sang, không chỉ nhóm Sở Hạo Vũ, Giang Phong, Thường Hạo không có động tĩnh, mà rất nhiều đệ tử có thực lực mạnh ở nội môn đều không nhúc nhích, như thể không liên quan đến mình. Chỉ là sự hung bạo thi thoảng lóe lên trong mắt họ khiến người ta dùng mình kinh hãi. Lấy được rồi. Trong trận hỗn chiến, một nhóm người giết được huyết diễm quỷ linh trước tiên, người có thực lực vượt trội hơn trong số đó giành được đá diễm tinh trước. Trên mặt hắn ta không giấu được vẻ vui mừng khôn xiết, hắn ta nhảy lên không trung muốn ra khỏi kiếm chủng, rời xa vùng đất đầy rẫy nguy hiểm này. Bùm! Chỉ là hắn ta vừa đứng dậy đã có vô số sát chiêu ập đến như núi biển áp đảo. Còn chưa kịp bay lên đã trúng chiêu. Thảm không nỡ nhìn, đá diễm tinh trong tay cũng văng ra ngoài. He he, đến lúc hành động rồi. Trong mắt mấy tên đệ tử nội môn hiện lên tia lạnh lùng, chúng cười gằn rồi chạy nhanh tới. Thực lực của đệ tử nội môn vốn đã mạnh hơn đại đa số đệ tử ngoại môn, nghỉ ngơi dưỡng sức một hồi bây giờ chúng lại đột nhiên vùng lên rồi lao ra tung hoành ngang dọc như trốn không người. Mẹ kiếp, đám người này thật quỷ quyệt. Mấy người Cố Bắc Huyền nhìn thấy cảnh này mà sống lưng lạnh toát, suýt nữa thì mắc bẫy của chúng. Lâm Nhất lại khá bình tĩnh, cũng không thể nói là quỷ quyệt hay không, nhưng tâm cảnh tu vi của chúng thì đã mất sạch rồi. So với các đệ tử nội môn khác, rõ ràng tâm cảnh của đám đệ tử nội môn này cao hơn một bậc. Đối mặt với sự cám dỗ của đá diễm tinh, phần lớn đều giữ được bình tĩnh. Trong trận chiến cuối cùng, đến giờ phút này chỉ cần có bất kỳ điểm yếu nào thì sẽ bị phóng đại vô hạn.
sau đó nếu bị kẻ khác nắm được cơ hội thì sẽ thất bại ngay lập tức. Một lát sau, rất nhiều đệ tử nội môn cũng tham gia vào trận hỗn chiến. Lúc này Lâm Nhất lên tiếng, có thể hành động rồi, nhưng mọi người cẩn thận một chút, chỉ cần luôn đề cao cảnh giác thì với thực lực của mọi người, liên thủ giành được vài viên đá diễm tinh không khó. Phổ Ưu, đệ cũng lên cùng đi. He he, được. Đa tạ Lâm sư đệ đã nhắc nhở. Chương 875 rất ít người dám chống lại Long Hổ Quyền. Mấy người họ chắp tay cảm tạ, không vội vàng xông vào mà phân công nhiệm vụ cho nhau xong mới lao vào giữa đại quân đang tranh giành đá diễm tinh. Cách đó 100 mét, một con huyết diễm quỷ linh mới thành hình, trên thân tản ra huyết diễm nở rộ, trong mắt nó ngưng tụ một luồng tử khí dày đặc. Cũng đến lúc vận động rồi. Mắt Lâm Nhất lóe lên, hắn nhảy vào tới. Chưa nói đá diễm tinh ảnh hưởng đến thứ hạng cuối cùng, mà bản thân nó cũng có sức hấp dẫn rất lớn với hắn. Lực lượng long tượng cổ lan ra toàn thân, Lâm Nhất nắm tay, bước ra một bước. Bang! Trong dư ảnh trùng trùng, bảy quyền mang kèm âm thanh chiến đỉnh cổ xưa với sức mạnh 5 vạn cân, bắn phá liên tục lên người huyết diễm quỷ linh. Trong nháy mắt, Lâm Nhất thi triển thất huyền bộ dễ dàng tránh được đòn phản công của huyết diễm quỷ linh. Nếu thật sự không tránh được thì hắn có thể dùng long tượng chiến thể chống lại, khí huyết dồi dào. Thân thể cường hãn khiến hắn chẳng sợ thứ gì. Ầm ầm. Sau 10 chiêu, huyết diễm quỷ linh đáng sợ hóa thành một đống tia lửa trước mặt hắn rồi tản ra tứ phía. Khi hắn đang định đưa tay ra nắm lấy thì một bóng người vọt tới nhanh như chớp, chính là hạng năm bảng nhân nhan thế cao. Kim cương ấn. Vẻ mặt Lâm Nhất bình tĩnh, hắn không nhiều lời, giơ tay tung ra kim cương ấn rồi sau đó là long hổ quyền. Lực lượng long tượng và tử diên kiếm kình dung hòa, tạo thành quyền mang bá đạo vô song, dưới sự gia trì của kim cương ấn, nó giống như kiếm quang sắc bén phá không phóng ra. Một quyền xé toạc không khí, cuồn cuộn dâng trào, chỉ một tích tắc đã hạ gục đệ tử huyền võ tầng 5 bình thường. Phong hỏa lang yên. Ngoài dự đoán của Lâm Nhất là nhan thế cao không hề né tránh khi đối mặt với một quyền uy lực vô song này của hắn. Trường kiếm rút ra khỏi vỏ. Kiếm ý vô tận hóa thành lang yên rồi phóng ra, chống lại một quyền của hắn. Dầm. Quyền mang và lưỡi kiếm va mạnh vào nhau phát ra tiếng động lớn, không trung tứ phía đều chấn động. Sức mạnh cực lớn ập ngược lại khiến cả hai đều lùi về sau một bước, đứng vững trên chuôi kiếm lần nữa. Không ngờ lại có thực lực ngang nhau, nếu so sánh tỉ mỉ thì Lâm Nhất có ưu thế khi ra tay trước, nhưng cả hai đều lùi lại một bước. Đòn này lại khiến hắn rơi vào thế bất lợi. Rất ít người dám chống lại Long Hổ Quyền. Nhan Thế Cao cầm kiếm, đáy mắt lóe lên, cười xấu xa, Lâm Nhất, không ngờ đúng không? Không chỉ ngươi luyện hóa được cỏ kiếm hoàng, mà Nhan Thế Cao ta cũng luyện hóa được cỏ kiếm hoàng, ngươi không thể tưởng tượng được lợi ích nó mang lại đâu. Ta sẽ đánh bại ngươi trước sau đó lấy viên đá diễm tinh này. Ngay đòn đầu tiên đã chiếm được lợi thế nên Nhan Thế Cao khá tự tin, hắn ta tung mình nhảy lên không, chuôi kiếm trên mặt đất bị hắn ta giẫm lên rung bần bật, kiếm ý phóng thẳng lên trời. Chương 876 Long Phi Hổ Khiêu. Lang Yên Tứ Khởi. Thấy Nhan Thế Cao từ trên không trung lao tới, phân thân thành 4 trước mặt Lâm Nhất, 4 dự ảnh mỗi dự ảnh đánh ra một kiếm, kiếm mang hóa thành 4 lang yên màu đen hung tợn, ầm ầm quét đi. Lang Yên Tứ Khởi, kiếm này cũng có phần xảo trá đấy, đúng là ngươi có chút tư cách để kiêu ngạo. Nhưng ở trước mặt ta thì vẫn chưa là gì. Lâm Nhất khẽ cười, 10 ngón tay biến hóa, 2 tay kết ấn. Khi thấy Lang Yên sắp nhấn chìm mình, hắn ngưng kết phá không ấn, tay trái hóa rồng, tay phải hóa hổ. Long Phi Hổ Khiêu. Tay trái thi triển sức mạnh rồng bay trên bầu trời. Tay phải thi triển sức mạnh của hổ nhảy qua sông núi, hai quyền dưới sự gia trì của phá không ấn, một quyền rồng bay trên trời, một quyền hổ nhảy qua sông núi. Khi rồng gầm hổ thét, khí thế trên người Lâm Nhất trở nên uy danh lẫm liệt. Phụt! Lang Yên tan đi, Nhan Thế Cao liên tục bị đánh mạnh vào ngực, gãy xương sườn rồi hộc ra một ngụm máu. Hắn ta ôm ngực không dám tin, chỉ vào Lâm Nhất, chân nguyên của ngươi. Dầm! Thất huyền bộ, người đi để lại bóng ảnh. Lâm Nhất bay lên không trung, lao nhanh như chớp,
để lại dư ảnh, hắn giơ tay vung thêm một quyền nữa, không chút lưu tình hất Nhan Thế Cao văng ra rồi chộp lấy đá Diễm Tinh giữa không trung. Lâm Nhất khẽ ngước mắt, nhìn Nhan Thế Cao hờ hững bảo, tự lo cho mình đi. Đáng hận. Sắc mặt Nhan Thế Cao tái nhợt, trong lòng sốt ruột, một quyền này đã đánh gục ý chí muốn giành vị trí 10 hạng đầu trong cuộc chiến đồng minh của hắn ta. Trận chém giết trên kiếm trùng vẫn tiếp tục, khi nhóm Sở Hạo Vũ, Thường Hạo cuối cùng cũng tranh giành đá Diễm Tinh thì tình thế của trận chiến cuối cùng càng trở nên điên cuồng. Hơn 2.000 người tham gia vòng 2, dần dần chỉ còn lại 100 người. Kiếm trùng vốn đông đúc chật chội, bất giác dần trở nên trống trải. Trên bục quan vân, các trưởng lão và đệ tử vẫn luôn theo dõi đám đông đang chiến đấu với nhau, ai cũng giật mình trước sự tàn khốc và kịch liệt của cuộc chiến đồng minh này. Trên núi Mai Kiếm, hai con kiếm điêu sừng sững trên không trung, hai trưởng lão đứng thẳng tắp trên lưng nó chính là Bạch Đình và Lạc Phong. Phía trên hai người mây đen giăng kín, lôi mang lóe lên, thi thoảng còn có tia chớp do kiếm ý ngưng tụ xẹt ngang bầu trời. Dưới kiếm trùng đã cực kỳ trống rỗng. Ban đầu hơn 2.000 người đến giờ chỉ còn vài chục người còn bám trụ được. Sau khi phát hiện điều kỳ diệu của đá Diễm Tinh, sự tàn khốc của trận chiến cuối cùng lập tức tăng lên theo cấp số nhân. Mỗi giây mỗi phút đều có người bị loại, hoặc là bị huyết diễm quỷ linh tấn công trọng thương, hoặc là bị người khác đánh lén. Sau khi may mắn lấy được đá Diễm Tinh thì không ai dám ở lại lâu thêm một khắc, vội vàng tránh xa vùng đất đầy rẫy nguy hiểm này. Hiện tại mấy chục người còn lại trên kiếm trùng đều có tham vọng lọt vào nhóm 10 người đầu tiên. Những người điên cuồng đi săn huyết diễm quỷ linh, tranh giành thứ hạng để mình có thể lọt vào hạng 10, không ngoại lệ đều là thiên kiêu trong môn, ai cũng có đủ thực lực một mình tiêu diệt huyết diễm quỷ linh. Trong số đó, người nổi bật nhất đương nhiên là Sử Hạo Vũ. Chương 877 nói cứ như ông là nhà tiên tri vậy. Kinh vân kiếm pháp viên mãn đỉnh phong của hắn ta xuất thần nhập hóa, cực kỳ vi diệu, khi kiếm mang sao động, 10 chiêu là có thể giết được một con huyết diễm quỷ linh. Cường hãn khiến không một ai dám lại gần hắn ta, chỉ sợ bị ảnh hưởng. Diệp Tu và Giang Phong hợp lực nên cũng rất nổi trội, một người chân nguyên hùng hậu, một người thân thể kinh người, khi phối hợp với nhau tốc độ giết huyết diễm quỷ linh còn nhanh hơn Sở Hạo Vũ một chút. Thường Hạo hạng chót bảng địa thì lại bình tĩnh, ung dung. Hắn ta không hề rút kiếm, chỉ dựa vào Viêm Vân Quyết đã giết được hơn 10 con huyết diễm quỷ linh. Ngọn lửa chân nguyên sau khi luyện hóa đá Diễm Tinh dường như đã tiến bộ hơn rất nhiều. Trong số những thiên kiêu yêu nghiệt thì hắn ta là người kiếm được nhiều lợi ích nhất từ đá Diễm Tinh. Nguyên nhân là vì công pháp của hắn ta cực kỳ tương thích với loại đá này. Chỉ luyện hóa một viên mà dường như đã sắp đột phá được đến cảnh giới huyền võ tầng 6, cực kỳ khiếp người. Còn Lâm Nhất thì cũng sắc bén hơn đôi chút, bất cứ kẻ nào tới gây chuyện với hắn thì kết cục đều giống như Nhan Thế Cao, bị đánh trọng thương một cách vô tình, cường thế chân áp. Sau vài lần thấy hắn như thế, không còn ai dám làm khó hắn nữa. Chậc chậc, cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi. Lạc lão quỷ, ông cũng sơ ý thật. Bạch Đình vuốt râu, trong mắt lóe lên tia lạnh lùng, cười khẩy nói. Lạc Phong trầm giọng, sao ông nhìn ra được? Bạch Đình cười trả lời, ta không tin ông không nhìn ra Thường Hạo, Sở Hạo Vũ, Giang Phong và Diệp Tu hiện tại không gây phiền phức cho Lâm Nhất là vì nghĩ hắn không dễ động đến. Trên kiếm điêu, Lạc Phong nhìn tình hình bên dưới với vẻ mặt hơi nặng nề. Trận chiến cuối cùng, từ lúc giao tranh đến giờ. Bất kỳ điểm yếu nào cũng sẽ bị phóng đại vô hạn. Chỉ cần để lộ một sơ hở nhỏ sẽ lập tức có người lao đến như hổ như sói, tiêu diệt trước đã rồi tính. Lúc ra tay cũng không chần chừ hay do dự, chém giết quả quyết, nhanh như sấm sét. Hai người là người ngoài cuộc, nhìn thấy rất nhiều người khi đang thả lỏng nghỉ ngơi một chút đã bị người khác tập kích, rơi xuống biển lửa, kết cục thảm hại. Càng đi vào sâu hơn, khoảng cách nho nhỏ về thực lực sẽ càng hiện rõ. Con át chủ bài trở thành thứ quan trọng nhất. Từ lúc chiến đấu đến giờ Lâm Nhất hầu như chỉ dựa vào Long Hổ Quyền để càn quét tứ phương, chèn ép đối thủ. Nhìn có vẻ cường hãn bá đạo, bất khả chiến bại, không gì địch nổi, nhưng thực tế lại để lộ quá nhiều khuyết điểm rõ ràng. Nếu gặp phải kẻ địch mạnh không thể áp đảo thì điểm yếu trong tu vi sẽ lập tức hiện rõ.
Sở dĩ đám Sở Hạo Vũ và Thường Hạo không động đến Lâm Nhất là vì đã nhìn thấu lá bài tẩy của hắn. Đến lúc thật sự ra tay thì sẽ là một đòn lôi đình, không cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Nhìn vẻ mặt Lạc Phong, Bạch Đình cười nham hiểm, bốn người phía Sở Hạo Vũ, Thường Hạo, Giang Phong và Diệp Tu chỉ coi hắn là con heo mà nuôi thôi. Đến khi nuôi béo rồi sẽ lập tức ra tay với hắn, lúc đó ha ha. Lạc Phong không vui, nói cứ như ông là nhà tiên tri vậy. Trên khuôn mặt già nua của Bạch Đình thoáng qua ý lạnh lùng, âm hiểm, thực lực của chúng ta gần như ngang nhau, ta không tin ta có thể nhìn ra sơ hở mà ông lại không nhìn ra. Suy cho cùng, hắn cũng chỉ mới nhập tông nửa năm, có thể so sánh nền tảng với người khác được sao? Hắn lấy gì để tranh với Sở Hạo Vũ? Sợ là đến Thường Hạo cũng không địch lại nổi ấy chứ. Chương 878 trận quyết chiến sắp bắt đầu rồi sao? Sắc mặt Lạc Phong hơi trầm xuống, ông hừ lạnh, không tranh cãi với ông ta nữa. Nhưng trong lòng ông vẫn lo lắng cho Lâm Nhất, khó khăn của hắn bây giờ là thời gian nhập môn quá ngắn, còn át chủ bài đã bị kẻ khác nhìn thấu. Đến thời khắc quyết chiến nhất định sẽ bị coi như quả hồng mềm, chịu sự bao vây tấn công như vòng đầu tiên. Khi hai người nói chuyện thì kiếm chủng chợt trở nên yên tĩnh, bởi con huyết diễm quỷ linh cuối cùng đã chết trong tay Giang Phong và Diệp Tu. Bầu không khí trở nên rất kỳ lạ, bất giác trong kiếm chủng chỉ có hơn 10 người còn trụ lại. Không nghi ngờ gì nữa, hơn 10 người này chính là 10 người đứng đầu trong cuộc chiến đồng minh. Không chỉ nhận được phần thưởng hậu hĩnh mà còn nổi tiếng khắp kiếm các. Những người có thể lọt vào nhóm 10 người đứng đầu trong cuộc chiến đồng minh đặc biệt nhất trăm năm nay đều không đơn giản. Bao nhiêu thiên kiêu thuộc nhóm 10 người đứng đầu bảng nhân, bao nhiêu đệ tử nội môn đều đã bị ép bỏ cuộc, thậm chí còn có người đã chết. Dù vậy họ vẫn muốn tiếp tục ở lại để giành hạng nhất cuộc chiến đồng minh, nhưng nhìn trường kiếm vẫn đang nhỏ máu trong tay Sở Hạo Vũ, vẻ mặt cười như không cười. Tay chắp sau lưng của Thường Hạo cùng với Giang Phong và Diệp Tu kề vai chiến đấu thì đều cảm thấy áp lực như núi, biết mình không thể địch lại. Có người sợ hãi, rụt rè, liếc nhìn sắc mặt mấy người phía Sở Hạo Vũ vài lần rồi cắn răng bay đi, nhấp nhô vài lần trong biển lửa mênh mông rồi đáp xuống rìa kiếm chủng xa xa, chủ động từ bỏ. Bị đánh rơi xuống biển lửa và chủ động rời khỏi biển lửa là hai kết cục hoàn toàn khác nhau. Kết cục thứ nhất là chắc chắn sẽ bị trọng thương, phế một nửa người, thậm chí còn bị thiêu thành cho ngay tại chỗ, còn kết cục sau thì vẫn có thể toàn thây rút lui. Phút phút phút. Có người dẫn đầu, sau đó lại có thêm từng người lần lượt rời khỏi kiếm chủng. Trong nháy mắt, người trên kiếm chủng lại giảm đi hơn nửa. Một lát sau, những đệ tử còn lại ở kiếm chủng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trận quyết chiến sắp bắt đầu rồi sao? Sắc mặt các đệ tử đã rời đi trước, đứng ở bên rìa kiếm chủng đều vô cùng nặng nề. Sao bây giờ yên lặng nhưng lại có cảm giác còn đáng sợ hơn lúc trước nữa nhỉ? Ừ, lúc trước chém giết tàn nhẫn nhưng chẳng có cảm giác gì. Bây giờ đột nhiên yên tĩnh thì lại thấy có gì đó không đúng lắm. Những người ở lại đều tranh vị trí hạng nhất đó. Ấy, Lâm Nhất cũng ở đây kìa. Hắn cũng tranh hạng nhất. Số người còn ở lại kiếm chủng có thể đếm được trên đầu ngón tay, Lâm Nhất ở trên chuôi kiếm không hề di chuyển, cực kỳ nổi bật. So với nhóm Sở Hạo Vũ, Thường Hạo thì khuôn mặt hắn trông non nớt hơn, thậm chí còn nhìn thấy được vẻ thanh xuân. Trong vô hình đã thể hiện rõ chênh lệch khoảng cách giữa hắn và những người khác. Tỷ, Lâm Sư Huynh thật sự muốn giành hạng nhất sao? Lâm Yên thấp thỏm, lo âu hỏi. Bầu không khí bất ổn trong kiếm chủng khiến nàng ta hơi lo lắng. Lý Vô Vi ở bên cạnh đáp, hoặc là không tranh, chứ đã tranh thì chắc chắn huynh ấy sẽ giành hạng nhất. Bây giờ Lâm Nhất rút lui thì khẳng định thứ hạng trong cuộc chiến đồng minh lần này của hắn cùng nằm trong 10 người đầu tiên. Nhưng với tính của hắn, hắn nhất định sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, đã quyết định tranh thì sẽ tranh đến cùng. Cuộc chiến đồng minh năm nay đúng là quá tàn khốc. Chương 879 e là cũng có chút lòng tham. Lâm Thu Sam khẽ thở dài, mấy người có thể đi được đến bây giờ, cuối cùng còn lấy được đá diễm tinh, quả thực là gặp quá nhiều may mắn. Ánh mắt nàng ta rơi lên bóng lưng của người thiếu niên kia, cũng không biết phải trả lời Lâm Yên thế nào. Trên khu kiếm chủng chỉ còn lại 5 người,
ngoại trừ Thường Hạo ra, bốn người còn lại đều từng có thù hận cũ với Lâm Nhất. Nếu như vẫn cố ở lại trên đó, chỉ sợ cục diện của Lâm Nhất sẽ không hay. Trên bục quan vân, sắc mặt của rất nhiều trưởng lão và người đứng đầu các đồng minh đều có vẻ cực kỳ nghiêm trọng. Quan sát cuộc chiến từ đầu tới tận bây giờ, đã trải qua không ít lần choáng ngợp, trước mắt rốt cuộc cũng đến vòng quyết chiến cuối cùng. Trên mỗi thanh cổ kiếm bên trong ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, Lâm Nhất vẫn đứng thẳng lưng vững vàng, khiến không ít người đều cảm thấy bất ngờ. Trước đó, chẳng có ai từng coi trọng hắn. Thậm chí hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy hắn chẳng thể bước vào nổi vòng thứ hai mà sẽ bị chết yểu ngay từ vòng một. Nhưng chẳng ai ngờ tới được, người thiếu niên này lại vẻ vang tiến thẳng vào vòng cuối cùng. Thậm chí, ở vòng thứ nhất còn hóa thân thành Trung Vân Tiêu, oanh liệt cướp được cỏ kiếm hoàng, ép hết sự huênh hoang của 10 người đứng đầu bảng nhân xuống. Bên trong kiếm chủng, phong thái vẫn như cũ không hề suy giảm, vừa mới ra tay, đám nhân tài của Hàn Chính Dương liên thủ lại cũng vẫn bị hắn đàn áp dễ dàng. Một bộ Long Hổ Quyền, một bộ Thất Huyền Bộ, một bộ Long Tượng Chiến Thể Quyết khiến tất cả những người trước đó nghi ngờ hắn phải ngậm hết miệng lại. Trước mắt, lại trở thành một trong 5 người cuối cùng, nghiễm nhiên được xếp vào 10 thứ hạng đầu. Nhưng mà ít nhiều vẫn có một số người không hề coi trọng hắn, bọn họ có suy nghĩ giống với Bạch Đình. Vào được 10 hạng đầu rồi mà còn chưa thỏa mãn à? Đâu chỉ 10 thứ hạng đầu, bây giờ hắn mà rút lui thì chắc chắn là nằm trong 5 người đứng đầu rồi. Nhập tông mới nửa năm, có thể đạt được thành tích như vậy trong cuộc chiến đồng minh chất lượng nhất trong cả trăm năm nay thì đã đủ để kiêu ngạo rồi. Đáng tiếc, người thiếu niên này dường như vẫn chưa thỏa mãn. Thành tích như vậy, đã phá kỷ lục của tông môn trong cả trăm năm nay rồi, còn muốn tranh vị trí đứng đầu, e là cũng có chút lòng tham. Quá tham lam thì không tốt, tiền đồ sáng lạn như vậy, nếu như chết ở trong kiếm chủng thì cũng quá là đáng tiếc rồi. Rất nhiều trưởng lão đều đã thay đổi cách nhìn đối với Lâm Nhất, trong giọng điệu lời nói cũng đều là vẻ lo lắng. Dù gì, hắn nhập tông mới được nửa năm, luận về nền tảng vẫn còn kém hơn những người khác một chút. Trên bục quan vân hân nghiên của Lạc Già Sơn, trong đáy mắt thoáng qua vẻ nghiêm trọng, cô ta trước giờ vẫn luôn rất tự tin với Lâm Nhất mà cũng không kiềm được cảm thấy thấp thỏm bất an. Trên gương mặt xinh đẹp, trong đôi mắt long lanh ánh nước nhuốm đầy vẻ sầu lo. Những ngón tay ngọc ngà có chút mất khống chế mà miết vào nhau, cắn chặt răng không nói năng gì. Bên trên kiếm chủng vắng vẻ, huyết linh quỷ hỏa vẫn cháy bùng bùng không ngớt, từng thanh cổ kiếm cắm giữa ngọn lửa, lưỡi lửa lay động theo từng cơn gió thổi tới, phát ra những âm thanh kiếm ngâm dữ tợn nhưng lại mang đầy vẻ băng lạnh tiêu điều của sự giết chóc. Băng và lửa hòa trộn một cách quỷ dị với nhau, bầu không khí quái gở dần tràn ra giữa 5 người đang đứng. Trong miếng ngọc bội tử tinh đeo nơi thắt lưng của 5 người, ánh sao sáng bắn ra tứ phía, xung quanh người bọn họ như được tắm bởi từng đốm ánh sao. Chương 882. Lâm Nhất chưa đi, đương nhiên là có lý do chưa đi của hắn. Hắn chưa nói với sư tỷ Hân Nghiên, nhưng trong lòng hắn đã lập lời thề từ lâu, cuộc chiến đồng minh lần này, nhất định phải lấy được hạng nhất về cho Lạc Già Sơn. Người kính trọng ta một thước, ta kính lại người một trượng. Huống hồ Hân Nghiên tỷ đối với hắn mà nói, ơn nghĩa kia đâu chỉ có một thước, mà nó nhiều đến không thể đo lường được. Vì công vì tư, hắn đều phải lấy được hạng nhất của cuộc chiến đồng minh. Hình như đã bị coi là một quả hồng mềm thì phải. Khóe miệng Lâm Nhất khẽ cong lên, bỗng nhiên, bốn người còn lại trên kiếm chủng đều dồn hết ánh mắt về trên người hắn. Giết! Không hề báo trước. Thường Hạo, Sở Hạo Vũ, Giang Phong và Diệp Tu, bốn người gần như đồng thời chuyển động, sát chiêu ngập trời ùn ùn kéo đến, đánh mạnh về phía Lâm Nhất, sát phạt quyết đoán, nhanh chóng mãnh liệt như sét đánh. Như thể bọn họ đã thương lượng từ trước, phối hợp cực kỳ ăn ý. Hỗn Nguyên Vô Cực, Viêm Long Bộc, Kim Quang Diệu Thế, Kinh Vân Phá Hiểu. Trong tiếng quát điên cuồng của Sở Hạo Vũ, Thường Hạo, Giang Phong, Diệp Tu, bốn chiếc bóng bật người tung lên không trung, sát chiêu khủng khiếp tạo thành một làn sóng rung chuyển trời đất, ngọn lửa hừng hực trên kiếm chủng cũng bùng lên mạnh mẽ giống như biển lửa đang dậy sóng. Trong tiếng thanh uy kinh hồn này,
Lâm Nhất đứng thẳng tắp giống như một con thuyền cô độc đối diện với sự vùi dập của sóng biển. Không kịp có bất kỳ phản ứng nào, bóng người hắn bị chìm nghỉm vào bên trong. Lâm sư đệ. Ở bên rìa kiếm chủng, tiếng kinh hô vang lên, Lâm Yên bịt chặt miệng mình, không dám tiếp tục nhìn nữa. Bốn đại cao thủ, không hề báo trước mà ra tay với Lâm Nhất, nằm ngoài dự liệu của rất nhiều người. Nhưng cũng lại nằm trong suy đoán của một số người, Bạch Đình đứng ở bên dưới lôi vân, bên trên kiếm điêu vuốt râu cười nói, kịch hay, cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Đáng ghét. Nhìn bộ dạng đắc ý của Bạch Đình, Lạc Phong đứng bên cạnh sắc mặt âm trầm, đáy mắt thoáng qua vẻ lo lắng không yên. Quả nhiên không khác nhiều so với những gì ông ta dự đoán trước đó, đám người này cho rằng Lâm Nhất yếu nhất cho nên mới ăn ý như vậy, dự định loại hắn trước tiên. Với sự quyết đoán của Sở Hạo Vũ, nếu như có cơ hội hắn ta chắc chắn sẽ không bỏ lỡ dịp để có thể giết chết Lâm Nhất. Hay! Trên bục quan vân, Vương Diễm từ xa nhìn thấy cảnh này liền vui vẻ không kiềm được hô lên một câu. Đám người của Liên Minh Quân Tử cùng nhướng mày vui mừng không kém. Lâm Nhất này không biết tự lượng sức, có thể vào được nhóm 5 người đứng đầu đã là vận may to lớn đến mức nào, vậy mà lại còn không biết sống chết, vẫn muốn ở lại tranh đoạt vị trí đứng đầu. Quả nhiên như vậy, phải làm kẻ đầu tiên bị loại khỏi cuộc chơi thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 34.